xa rồi, còn chẳng là những đắng cay, tình là thế thôi. Về đông đầy những kỷ niệm, nằm trong góc khuất nỗi niềm. Giờ em về cõi trời xa, thương nhớ. Anh ơi, cho em dời cái đô ly về điểm đầu giùm em anh. Ôm nhau đi, hai người tình cảm lên. Phải vậy anh ơi, anh ôm chặt chặt chút xíu nữa đi, cảnh sát vô. Cắt, diễn gì kỳ vậy? Hả? Diễn gì không biết mà diễn người gượng gạo quá. Ôm là ôm phải thiệt tình vô, không? Không biết diễn xuất hả? Coi tôi diễn nè. Đạo diễn, bật nóng đi anh. Em diễn thiệt là tốt. Em phải nhìn vô mắt anh ha. Rồi từ trái tim đến trái tim mình phải cảm nhận được. Tim anh nè, rồi tim em nè, ha. Đó, nghe không? Ôm là phải vậy nè, ôm là phải sát vô, ha. Đó, vậy nè, nghe không? Đó, vậy mới là thiệt nè. Đó, mà nhìn đắp đuối nè, đó, ôm. Buông ra. Làm gì vậy? Hả? Làm kỹ thuật chứ làm gì? Làm kỹ thuật là vậy đó hả? Hả? Còn con nhỏ này nữa. Cục trang. Dạ, lột bộ đồ nó ra. Anh làm gì vậy? Anh có biết anh làm như vậy là mất mặt em không? Mất mặt gì mà mất mặt? Người ta không biết thì tôi phải chỉ chứ. Làm nghề thôi mà không hiểu gì hết à. Thôi đi, tôi còn lại gì tính của anh nữa. Không có quay quyết gì nữa hết á. Tính của nóng vậy đó. Nhưng mà dạ, anh thấy em diễn tốt lắm. Cố gắng lên em ha. Em cảm ơn. Tốt lắm. Nội à, mấy bữa nay con suy nghĩ kỹ rồi. Có chuyện này con muốn xin phép nội. Có chuyện gì vậy con? Con tính nói cho Út Mây biết. Út Mây không phải là em ruột của con. Trời đất ơi, con nói gì vậy Hai Bình? Bộ con thấy con Út Mây nó khổ tâm như vậy chưa đủ hay sao? Nội đừng có nóng. Con chỉ hổ vậy thôi. Con mà nói cho nó biết, nó tủi thân, nó khổ, tội nghiệp nó. Nếu như bây giờ mà con nói ra thì tội lỗi của cha mày hồi đó cũng sẽ bị người ta phanh phui. Rồi lúc đó con Út nó chịu nổi cái chuyện như vậy không? Rồi cái nhà này cũng sẽ tan nát hết. Thôi nghe con. Thôi được rồi, con sẽ không nói. Nội cứ yên tâm đi. Thôi, nội nằm nghỉ đi. Nội có sao không vậy nội? Nội mệt. Em quạt cho nội ngủ đi. Dạ. Anh đã bà xong ngồi lấy. Nội ngủ đi nội. Con quạt cho nội ngủ nha. Nếu như mình nghe lời nội, không chịu nói ra sự thật chút mấy biết, thì mình sẽ không còn cơ hội nói ra cho em biết tình cảm thực sự trong lòng mình bấy lâu nay. Nội ơi, con không muốn cãi lời nội, nhưng nếu cứ như vậy con sẽ không thể giữ được Út Mây. Lúc này chỉ còn cách là nói cho Út Mây biết sự thật,
biết hết tình cảm thật sự của con, để ông mai còn suy nghĩ lại. Chắc giờ này anh hai đang buồn lắm. Anh hai, em biết anh lo cho em. Anh không muốn em phải chịu khổ khi về làm vợ Quý. Nhưng mà trong tình thế này, nếu em cứ ích kỷ thì cả nhà mình không biết bao giờ mới hết khổ. Con xin lỗi nội. Con sẽ gặp Út May và nói ra hết sự thật. Rồi mọi chuyện tới đâu thì hay tới đó. Trời đất ơi, Quý, trời tối thưa còn đi đâu đây? Đúng rồi, trời giới ơi, mình đi vòng vòng đi. Cái gì vậy? Nói gì nghe kỳ vậy? Mẹ Quý nói á, trước sau gì mình cũng động phòng. Bây giờ mình động phòng trước cũng đâu có sao đâu. Nói chuyện nghe bậy bạ hết sức à. Đừng có nói như vậy nha. Quý về đi. Nhưng mà Út May, anh thương em mà. Mình động phòng gì Út May? Anh thương em mà. Anh thương em mà Út May. Utena, anh hôn em à? Utena đi, mình đâu còn yêu mày. Utena, làm gì tao vậy? Muốn làm gì? Hả? Anh hai, Út May, mày dám quyết chào à? Út May, em có sao không? Anh hai, tôi chết. Anh hai. Cái gì vậy Hai Bình? Gì? Sao mà thằng Quý nó làm xảy ra vậy? Anh ơi. Sao vậy? Đại bảo. Đồng thằng Quý nó bể rồi. Anh, Hai Bình sao mày đánh thằng Quý? Nó khùng nó đi sao mày quánh nó vậy? Bởi người ta, Hai Bình nó quánh là mới bể đâu rồi. Bởi người ta. Anh ơi. Em chạy không nổi nữa. Bây giờ phải làm sao? Bây giờ mình về nhà. Chắc chắn bà Từ bà sẽ không tha đâu. Bà sẽ làm đùng beng lên. Bây giờ tạm thời mình ra chỗ canh xe mình ngủ đỡ. Sáng mà mình tính. Sao không xuống xe vô nhà đi? Hôn em đi.
Bữa nay em sao vậy? Bày đặt nhõng nhẽo nữa. Rồi sao? Anh không thích hả? Phải rồi. Chắc là anh chưa quên được mấy con chân dài hồi sáng. Đứa nào đứa nấy ổng ẻo trước mặt anh. Hấp dẫn quá mà đúng không? Em thôi đi. Ghen tuông cái gì? Mối quan hệ giữa em và tôi là gì hả? Em nên nhớ tôi là nhà đầu tư, là người rót tiền cho em. Chỉ có tôi mới được quyền tác động lên em. Còn em á, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi là được rồi. Em biết mà, anh có tiền, có quyền, muốn gì mà không được. Chỉ tại là em yêu anh quá thôi, cho nên mới khó chịu như vậy đó. Có bao giờ anh coi em là người yêu của anh đâu. Vậy mà lúc trước còn hứa này hứa nọ với em. Nè, tôi chưa từng hứa gì hết. Em nhớ lại đi. Chỉ toàn em tự biên tự diễn thôi. Nhưng mà anh cũng không hề chống đối mà. Bây giờ anh nói như vậy, có nghĩa là anh không còn yêu em như lúc trước nữa đúng không? Ali, cuối cùng thì em muốn sao? Em đi theo tôi cho em biết bao nhiêu quyền lợi. Tôi có bắt em phải chịu thiệt thòi gì đâu. Tên tuổi của em, nếu không có tôi, biết tới chừng nào mới được như bây giờ. Em còn muốn sao nữa? Em muốn gì chẳng lẽ anh không biết sao anh Quang Tuấn? Từ nay về sau, tôi không muốn nghe chuyện này nữa. Nếu như em muốn tôi vui vẻ tiếp với em, thì biết điều một chút đi. Thôi được rồi, em sẽ không làm phiền anh về những chuyện này. Coi như là tại em ngu đi, đâm đầu vào một tình yêu không có đích đến. Bye anh, coi như là em chưa nói gì nha. Ông Quang Tuấn, ông muốn chơi trò cuộn dây với tôi tới bao giờ đấy? Tôi cho ông biết, ông không thoát được khỏi tay của tôi đâu. Cái gì vậy? Sao anh dám tới đây hả? Nhà người yêu tôi, tại sao tôi không dám tới hả? Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, anh không hiểu hả? Mối quan hệ giữa tôi và anh là mối quan hệ lén lút, bí mật. Nếu mà anh không chịu cẩn thận, ông Quang Tuấn mà phát hiện ra thì coi như sự nghiệp của tôi tiêu tan, anh biết không? Đến lúc đó thì tôi cũng không còn gì nữa đâu. Mẹ nó, tưởng nó giàu có là ngon hả? Mắc mới gì phải lấy luôn. Câu hỏi này nên tự hỏi rồi anh tự trả lời đi ha. Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Mà anh tới có chuyện gì? Nếu cần tiền thì hôm nay tôi không có đâu. Em ở bên cạnh cái mỏ vàng, lúc nào mà em không có tiền chứ? Tối nay tụi thằng Lâm nó dí quá. Thôi cho anh chút đỉnh đi. Cảm miệng tụi nó coi. Tôi đã nói là tôi không có mà. Anh Lý à, anh làm ơn buông tha cho tôi đi, đừng có đeo bám tôi như vậy nữa. Bữa nay còn dám nói chuyện với tôi như vậy nữa hả? Rồi sao? Tôi chịu đựng anh hết nổi rồi. Tôi cũng không muốn lén lút ông Quang Tuấn qua lại với anh như vậy nữa. Sống lén lút kiểu vậy tôi không thích nữa. Tôi mệt mỏi lắm. Như vậy á thì em cứ chia tay nó đi, về ở với tôi. Lúc đó em không cần phải lén lút nữa. Em có dám bỏ hết tất cả mọi thứ để đến với tôi không hả? Anh nói thì nghe hay lắm, nhưng mà trong lòng của anh nó có nghĩ được như vậy không hả? Không phải là anh cũng muốn tôi bắt cá hai tay, vừa qua lại với anh, vừa qua lại với ông Quang Tuấn, để dựa vào ông kiếm tiền về cung phụng cho anh sao, đúng không? Tôi thừa biết sợ gì anh còn qua lại với tôi, bởi vì tôi còn kiếm ra tiền. Nhưng nếu như một ngày nào đó ông Quang Tuấn không còn mang đến cơ hội kiếm tiền cho tôi nữa, lúc đó anh có còn muốn giữ tôi nữa hay không? Vậy là cô nghĩ tôi chỉ cần tiền của cô thôi sao? Vậy là cô đã quên rồi, ngày xưa lúc mà cô mới về lên Sài Gòn, không tiền bạc, không nhà cửa, cô làm gái quán bar sao? Lúc đó không có tôi thì ai nuôi cô hả? Bây giờ cô được nổi tiếng rồi cô trở mặt hả? Hả? Tức là bây giờ anh muốn kể ơn chứ gì? Được, vậy bây giờ chúng ta tính toán sòng phẳng với nhau. Ngày xưa anh cho tôi bao nhiêu tiền, anh nói đi, tôi trả hết số tiền đó cho anh.
Chỉ cần sau đó anh buông tha, không làm phiền tới cuộc đời tôi nữa, được chưa? Bây giờ mới lòi bộ mặt thật của cô ra đó hả? Nhưng tôi cho cô biết nè, cô muốn bỏ tôi hả? Không dễ đâu nghe chưa. Xưa nay chỉ có mấy con đàn bà mới bị tôi chán chê thôi, chưa có một con đàn bà nào mà dám bỏ thằng Lý Sẹo này mà được yên ổn vậy chưa. Nghe chưa? Vậy anh làm gì tôi? Đưa đây, anh làm gì vậy? Đưa đây. Tôi thắc cô dám bỏ tôi đó, yêu hồn cô đó. Trời ơi, mày ngồi vậy mày đi kiếm hai đứa nhỏ về giùm cái coi. Tụi nó đi suốt đêm chưa có về cái kìa ba ơi. Không biết nó có bị cái gì không nữa kìa ba. Trời ơi, chân cẳng tao đau quá, tao đi không có được. Mày làm ơn mày kiếm tụi nhỏ giùm tao cái đi ba. Ba mà để tôi ngủ đi, bà phá rối tôi quá à. Trời ơi. Nè, hả? Bà nắm ông bác, bà tỉnh đi hả? Bà tỉnh tiền viện phí đi. Rồi bà bồi thường thuốc men cho tôi đi. Con ơi, chỗ lối xóm mà con đừng có làm dữ quá. Nội rối, nội không biết tính làm sao. Tính cái gì nữa mà tính? Con tôi sống chết chưa biết ra sao kìa. Tôi nói trước với bà nha, cháu bà mà để tôi bắt gặp được á, con ơi, tôi cho công an á hả, còng cổ nó, khỏi giải thích gì hết. Nghi lắm, tôi nghi mà. Chết rồi anh hai ơi. Không sao đâu. Phải không? Không có. Không có ở nhà. Thiệt không? Không có. Thiệt mà. Nói tôi coi. Có mà. Trời ơi, tao nói dốc mày làm mày cái đây. Gì? Mày trốn đâu? Ơi, ra đây. Thiệt mà. Không có mà tôi. Tôi á, sẽ cho người á hả, lật ngược cái gò tháp này nè. Tiền cho ra được ha. Bà đừng có để ha. Tôi bắt gặp được ha. Còn tụi bay đấy ha. Có con á thì á, cứ bỏ đi miệng xứ khỏi cái nơi này đi. Đừng để cho tao bắt gặp được nha. Chá. Ờ, còn cái giấy nè. Lạnh quá hả? Trời ơi, Hai Bình ơi. Người ta nói khó nhịn lời mồ côi nhịn lẻ mà. Nội dạy hoài mà sao con không nghe vậy Hai Bình ơi. Ủa, hai đứa, cô thấy con Tự nó đi ra đó không? Dạ, con thấy rồi nội. Nó đổ thừa con đánh thằng Quý bị trọng thương bể đầu gì không đó. Không phải đâu nội ơi, tụi con không có cố ý làm như vậy đâu. Trời ơi, rồi bây giờ tính làm sao? Con nhỏ đó nó quen lớn dữ lắm. Nó mà bắt được tụi bay một cái là chết liền. Nội ơi, chứ con phải đánh mặt một thời gian quá nội. Đúng rồi. Mày đâu? Mẹ ơi tụi bay. Bà nội cha mày. Hai đứa tránh đi. Ăn tôi no rồi đi cái chuyện quấn người ta bể đầu hả? Cha. Bây giờ người ta thương là lấy tiền ở đâu ra mà đền cho người ta? Mẹ ơi tụi bay. Mẹ ơi tụi bay, tôi đập chết mẹ tụi bay bây giờ. Tao lại mày ba ơi. Buông tôi ra coi. Buông tôi ra đi. Bà hay xỉu mà bà sung bà cản tôi hoài vậy? Bà buông ra. Xe ổng đánh ổng, em chạy tới kêu cứu. Chị ơi, ông bị làm sao rồi kìa chị? Ông làm sao kệ ông đi, mày biến đi. Chị hãy cứu người ta đi.
người ta xỉu rồi, đưa người ta đi bệnh viện đi. Mày biết ổng lại không? Ổng là chồng sắp cưới của tao, thúc cơ mày phải lo. Em chỉ lo tới tính mạng của ổng thôi. Chị lo hả? Hay là mày thấy người sang bắt hoàng làm họ? Cái thứ hèn mọn như mày cũng phải đặt đeo bông hả? Biến chứ cũng bắt đầu. Biến. Hay quá ha, còn đứng đó nhìn đó hả? Không được tới nó báo công an là chết cả lũ. Ê con kia, đứng lại, quay, đứng lại mày. Anh ơi, ráng lên nha, ráng lên. Út mày dõi em đâu? Có người theo dõi em. Cái người đó. Mà em ở đâu? Ba ra đây vậy? Em với anh hai em ở dưới quê lên trên này. Mà anh hai em đâu? Anh hai em, em bị lạc anh hai em rồi. Lạc ở đâu? Em không biết nữa. Thôi lên xe đi, lên xe chị chở đi kiếm. Dạ. Sao mà gì kỳ quá vậy ta? Em nhớ rõ ràng là chỗ này mà. Sao không thấy anh hai đâu hết vậy? Không lẽ anh đi mua đồ ăn tới giờ chưa quay lại? Anh hai ơi! Anh hai! Mà lúc nãy em đi lạc lâu chưa? Em không nhớ nữa, nhưng mà cũng lâu rồi. Điều này chắc là anh bỏ đi tìm em rồi đó. Nếu vậy em phải làm sao bây giờ? Biết anh hai của em ở đâu mà đi tìm bây giờ? Anh đi lang thang như vậy không biết có bị làm sao không nữa. Em cứ bình tĩnh đi. Anh của em là đàn ông con trai mà. Bây giờ em cứ ngồi đợi chút xíu coi sao. Chị ngồi đây nè, đợi chung với em nha. Vậy thì mất công chị lắm. Thôi chị về đi. Đâu có được. Chị mà về á thì chị không yên tâm đâu. Khu này á dân xì ke lưu manh nhiều dữ lắm. Dù gì có hai người vẫn hơn một người mà. Em cảm ơn chị. Chị tốt bụng quá. Có gì đâu,
Má chị nói á, giúp người trong hoạn nạn còn hơn xây 10 kiển chùa nữa. Em cảm ơn chị. Mà nhà chị ở đâu? Có gần đây không? Cũng gần đây nè. Hay là vậy đi, bây giờ á, chị chở em về phòng trọ của chị cho chắc ăn đi, chứ bỏ em một mình cũng sợ lắm. Nhưng mà em nghĩ là chị lừa em hả? Không phải, không có. Em sợ anh hai em quay lại tìm em, không gặp em ảnh lo lắm. Giờ cũng trễ rồi, chắc anh hai em cũng tìm chỗ nghỉ rồi đó. Em cứ qua phòng trọ chị đi, mai chị chở em vòng qua đây tiếp ha. Chị, mình đi về nhà đi chị. Đi em. Quà nè. Chắc là ba kẹt công chuyện rồi, ba không có về được. Mẹ con mình thổi nến cắt bánh sinh nhật nha. Không thổi. Rồi được rồi, Thúy Hòa ngoan, Thúy Hòa không thổi nến, mẹ thương. Ái Ly, cậu bị sao vậy? Không phải chuyện của má, hỏi chị nhiều vậy. Anh à, anh thấy sao rồi? Có đỡ hơn không? Thiệt tình, cái tụi khốn nạn đó, sao lại ngang nhiên đánh người ta như vậy chứ? Ái Ly à, sao mặt mày bầm tím vậy con? Tôi đã nói là không sao hết. Không phải chuyện của má, sao má hỏi hoài vậy? Tụi má ra ngoài giùm tôi đi. À, mà nè, tôi đã dặn má bao nhiêu lần rồi, trong cái nhà này không có sức dầu gió. Cái mùi khó chịu muốn chết luôn à. Khoan đã, má xuống pha cho tôi ly nước cam đi. Mệt quá, ban đêm con uống nước cam khó ngủ lắm. Hay là để má pha cho con ly sữa nóng, con uống cho dễ ngủ nha. Tôi nói nước cam thì nước cam đi, má đừng nói tới nói lui ha. Bực mình à? Anh ơi, có điện thoại. Anh. Anh ơi. Con mẹ già đây, cứ gọi hoài à. Giữ chồng mà cứ như giữ con đứt vậy. Lần này nữa là ba lần rồi. Phải cho con mẹ biết mà. Alo. Ông làm cái gì mà bận đến nỗi không chịu nghe máy của tôi? Ông đã hứa tranh thủ dậy sớm để chúc mừng sinh nhật của Thúy Hòa mà. Xin lỗi, tôi không phải là chồng của bà. Là cô hả? Sao cô lại nghe máy? Tại vì bây giờ chồng của bà đang nằm bên cạnh tôi. Đồ trơ trẽn. Hoàng Tuấn, ông đúng là
đồ cái thứ đã già mà còn ngu. Tôi cho bà lên tăng xong chết luôn. Quang Tuấn là của tôi. Ailey, nước cam nè. Má làm gì nhìn tôi trân trối vậy? Má có chuyện muốn nói với con. Có gì để mai nói. Bây giờ quy lơ quy lắc rồi tôi mệt lắm. Nè, ngày mai má không còn ở đây nữa đâu. Thôi được rồi, má muốn nói gì nói lẹ đi. Hồi nãy má đem nước lên cho con. Má nghe hết những gì con nói chuyện với vợ của người ta rồi. Má thấy kỳ cục quá. Tại sao con lại sống như vậy hả Ailey? Dù gì con cũng là một nghệ sĩ, là người của khán giả mà. Mà nhỏ tiếng xíu được không hả? Tôi biết thế nào mà cũng lè ngàn cái chuyện này mà. Má ơi là má, tôi lớn rồi, tôi biết là chuyện gì tôi nên làm và chuyện gì tôi không nên làm hả? Con nói là con biết những chuyện gì con nên làm sao? Vậy cái chuyện con giật chồng người ta là cái chuyện con nên làm đó hả? Con làm như vậy mà con không hề thấy ác sao? Con có biết nghĩ tới vợ con của người ta không? Má nói chuyện nghe mắc cười quá. Giật dọc gì ở đây? Cứ làm như ổng là cục đất không bằng à? Má nghĩ coi, ổng không mê tôi, tôi giật nổi không? Tôi giật nổi không? Hả? Má từng tuổi này rồi, lẽ ra má phải biết. Một thằng đàn ông khi mà đã có máu phản bội ở trong người thì không đi với con này cũng đi với con khác. Con còn biết nói ổng là loại người phản bội, vậy sao con còn đâm đầu vô ổng? Bởi vì ở bên cạnh ổng tôi có được nhiều quyền lợi. Nè, đó, khắp cả nhà đó, bộ má không thấy hả? Và nếu tôi không có ổng là sao tôi có được ngày hôm nay hả? Nhưng má không muốn con có cuộc sống tội lỗi như vậy. Con làm bậy thì quả báo nhãn tiền đó con à. Bộ con không biết sao? Tôi mệt má quá. Má đã im được chưa? Tôi làm, tôi chịu. Hả? Má không cần phải lên giọng đạo đức với tôi. Tao không nói chuyện với đứa bất hiếu như mày nữa. Sáng mai tao sẽ bắt xe về quê sớm. Tao không thể tiếp tục ở đây để nhìn thấy cuộc sống tội lỗi của mày. Khoan đã. Má muốn đi hay ở là quyền của má, chứ không phải là tại tôi đuổi má nha. Về dưới làm ơn đừng có bêu ríu tôi. Mất công thiên hạ người ta nhìn vô, người ta nói con ái ly này xua đuổi má nha. Đóng cái cửa giùm luôn. Vậy đó hả? Đem pha sữa anh uống nha.
Anh nè, anh đau lắm hả? Tối hôm qua bác sĩ nói dù bụng của anh bị tụ huyết, nên dặn em trong mấy ngày này chỉ được cho anh ăn đồ loãng thôi. Tôi biết rồi. À, tối hôm qua tôi thấy có một cô gái tới giúp tôi. Em biết cô gái đó là ai không? Anh hỏi ai? Thì cô gái đêm qua đã cứu tôi lúc tôi bị hành hung đó. Anh à, anh có tỉnh táo không vậy? Đêm qua chỉ có mình em cứu anh thôi, chứ có còn ai nữa đâu. Thôi được rồi, không có thì không có. Em ra ngoài đi, tôi muốn nằm nghỉ một chút. Anh, nhưng mà anh phải ăn sáng rồi muốn nằm nghỉ thì nằm nghỉ chứ. Em đã có nấu cháo và pha sữa sẵn cho anh, để em xuống mang lên cho anh nha. À, khỏi cần, tôi đang mệt, tôi không muốn ăn. Khỏi cần phải mang lên. Thái độ của anh vậy là sao? Anh có biết là cả đêm hôm qua em vì anh mà mệt mỏi cỡ nào không? Hả? Mà bây giờ thức dậy một tiếng cảm ơn anh cũng không nói được với em nữa. Đã vậy anh còn xua đuổi em, làm như em là một đứa gây phiền phức cho anh không bằng. Anh có thấy làm vậy là bất công cho em quá không? Vậy bây giờ em nói đi, em muốn tôi phải làm sao? Em không muốn sao hết á, nhưng mà ít ra anh cũng phải nghĩ cho em chứ. Anh có biết đêm qua em vì anh làm bao nhiêu là chuyện, đã vậy còn bây giờ anh gọi điện tới chì chiết này nọ nữa. Sáng nay em còn cố gắng dậy sớm để làm đồ ăn sáng cho anh, em nấu cháo cho anh rồi pha sữa cho anh nữa. Vậy mà bây giờ anh cứ làm như là em gây phiền phức cho anh không bằng. Vậy hả? Cô vì tôi tới mức như vậy sao? Vậy còn cuộc gọi tối hôm qua thì sao? Lúc đó không phải là cô đang ở cạnh thằng đó sao? Thì người đó chỉ là fan hâm mộ của em thôi. Fan cuồng đó, nó cứ làm phiền em hoài à. Còn hăm dọa em đủ điều. Nó nói là nếu mà em không chịu đáp lại tình cảm của nó thì nó sẽ làm những điều mà bất lợi cho em. Tối hôm qua nó dụ em lên xe, rồi nó lấy điện thoại gọi cho anh để nó uy hiếp anh đó. Đúng là fan cuồng bệnh hoạn mà. Fan cuồng. Phải rồi, lúc đó cô bận rộn tiếp đón fan cuồng của mình thì hơi sức đâu mà cứu tôi. Anh nói gì vậy? Là em cứu anh thiệt mà. Nếu không hả, anh bị đánh chết rồi. Không còn ngồi đây để mà nghi ngờ và trách móc em như vậy đâu. Anh thiệt là quá đáng mà. Chuyện rành rành như vậy mà cô còn lấp liếm được sao? Cô đừng tưởng tôi không biết gì. Lúc đó tôi vẫn còn đủ ý thức để nhận ra mọi chuyện xung quanh. Nếu như mà không có cô gái đó xuất hiện kịp thời thì bây giờ có thể tôi đã chết chắc rồi. Cô cũng không còn cơ hội để đưa tôi về nhà, chăm sóc cho tôi, rồi tha hồ mà kể lể nữa. Ừ, thì đúng là con nhỏ nó cứu anh đó. Vậy thì sao? Con nhỏ nó giúp anh chẳng qua là chỉ muốn được anh trả ơn thôi. Nó cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Còn tôi đã hết lòng vì anh. Vậy mà cuối cùng tôi nhận được cái gì chứ? Tôi thừa biết cô cũng không thật lòng với tôi, nhưng một khi cô đã manh nha bắt cá nhiều tạch, tức là cô đang xúc phạm tự ái của thằng Quang Tuấn này. Chỉ có tôi mới được quyền bỏ cô thôi. Ái Ly, chống mắt lên coi, cái giá mà cô phải trả sẽ đắt lắm đó. Cây kẹp này chắc chắn là của cô gái đó làm rớt lúc đỡ mình đây mà. Ông gì con nhỏ nhà quê đó mà hằng học với tôi. Biết vậy, đêm qua tôi để mặc cho ông chết bờ chết bụi. Có khi nào ông sẽ tìm nó để cảm ơn không ta? Anh
không được. Lúc này mình không được để cho ông phật ý. Anh, anh định đi đâu vậy? Hả? Anh định đi đâu vậy? Anh còn đau lắm mà. Thôi mà, em xin lỗi. Đáng lẽ em không nên gây áp lực cho anh khi anh vừa mới thức dậy. Cô không cần phải xin lỗi. Tôi cũng không có gì ngạc nhiên với cách ứng xử của cô. Nhưng mà giờ anh định đi đâu đó? Về. Thôi, Quang hẳn về ở đây với em chút đi. Anh mà về, thế nào bà vợ của anh cũng kiếm chuyện với anh, khiến anh mệt mỏi thôi à. Nè, em pha sữa cho anh rồi nè. Đau. Em xin lỗi. Anh giận em hả? Anh giận em vậy đã kể công hả? Hay là anh giận em chuyện gì khác nữa? Anh Tuấn, cô có biết là cô đang mắc phải một sai lầm rất là nghiêm trọng. Đó là cô luôn nghĩ mình đủ thông minh. Không lẽ ông đã bắt đầu nghi ngờ mình rồi sao? Không phải mà. Hoàng Tuấn, cho dù ông đã phát hiện ra chuyện gì đi chăng nữa thì tôi cũng nhất định không để dụt mất ông đâu. Tại sao mày dám dễ mày lên áo của tao hả? Tại sao mày dám dễ mày lên áo của tao hả? Mày trốn à? Đang quay đi. Anh làm gì mà đánh con hoài vậy? Có gì từ từ em giải nữa. Cứ đem roi giọt ra như vậy, nó sẽ sợ hãi, rồi ảnh hưởng tâm lý của nó sau này rồi sao? Thôi, anh đi ra đi. Con à, con này nó không phải là con của tôi. Con tôi nó không phải là ngu đần như nó. Con à, đừng có sợ nữa. Trời ơi, anh coi nè, bây giờ gia đình con nhỏ toàn là sẹo không à. Một tay anh mà ra đó. Anh không biết thương con hả? Thương con hả? Cô cũng biết hỏi tôi còn đó sao? Vậy cô còn thương nó không hả? Thương nó mà sao bỏ đi đâu suốt ngày vậy? Cô đi đâu? Đi đâu? Em đã nói với anh rồi mà, em đi đám giỗ ở miền Tây. Đám giỗ? Hết đám giỗ rồi đám cưới đám hỏi. Cả năm nay cô đi mấy cái đám rồi hả? Đi đám giỗ hay là cô về Gò Tháp để tìm thằng chồng cũ của cô? Phải mà, biết đâu cái thằng bất tài vô dụng đó chính là cha của con Nguyễn Cái này nè. Anh nói gì mà nghe được hả? Sao lại không nghe được hả? Cô đừng tưởng là tôi không biết gì. Bao nhiêu năm qua cô tưởng tơ tưởng đến cái thằng đó. Tôi đã theo dõi cô hết. Cả năm qua tôi thừa biết cô đi đâu làm gì. Mà không phải chỉ năm nay thôi đâu. Tôi biết là cô đã đi tìm nó từ mấy năm về trước rồi kìa. Con yêu nó quá hả? Yêu nó quá sao ngày trước bỏ nó đi theo tôi hả? Ai cho phép anh theo dõi em như vậy? Em làm gì thì đó là chuyện cá nhân của em. Em nhớ con gái của em, em về đó tìm lại con em. Mà cũng tại anh hết. Hồi đó anh cứ cấm cản em, không cho em về thăm. Bây giờ về lại thì không thấy hai cha con họ đâu hết. Rồi sao? Bây giờ bắt đầu buồn khổ nhớ vô cái thằng chồng cũ của cô rồi phải không? Thôi đi mà, anh đừng có ghen bóng ghen gió như vậy rồi trút giận lên Thúy Hòa. Anh cứ đánh đập nó như vậy, sau này nó có gì là tại anh đó. Chẳng những đánh mà tôi cũng giết nó nữa kìa. Thôi đây. Thôi. Thôi mà, cho em xin đi. Cô có biết ở ngoài kia người ta nói gì về con quỷ nào không hả? Ai nói cái gì? Người ta nói nó không có giống tôi. Mà cũng phải ha, tôi nhớ rõ mà,
lúc còn ở Gò Tháp á, thì cô bắt đầu có thai cùng với cái này rồi. Chưa chắc nó là con tôi đâu. Không chừng tôi là kẻ đổ vỏ cho thằng Bình Tường đó. Còn thấy Huy đó, cô có biết không? Ngày đó anh ép em theo anh mà, sao bây giờ lại nói năng như vậy? Em cũng chưa từng lừa gạt anh điều gì hết. Anh Tuấn, Thúy Hoài nó là con ruột của anh mà. Ruột hả? Để cho cô nhìn cái mặt mặt nó đi. Tên mặt của nó muốn nói gì là giống tôi không hả? Thế này cũng thấy nó là tôi muốn giết chết nó đi cho rồi. Đừng có khóc. Ra đây con. Ra đây với mẹ. Tội nghiệp con tôi. Nín đi con. Ông đúng là một người cha vô lương tâm. Cả đêm qua ông đi đâu vậy? Bà hỏi làm gì? Đúng, tôi hỏi không để làm gì hết. Cho dù tôi thừa biết câu trả lời của ông, thừa biết sự thật đêm qua ông ở đâu, thì cũng không để làm gì hết. Giữa tôi với ông từ lâu coi như đã chấm dứt rồi. Nhưng còn Thúy Hòa, nó là con gái của ông. Tại sao ông không thể thương yêu con gái con một chút nào hết vậy? Con tôi hả? Bà đừng làm ra vẻ đoan chính trước mặt tôi nữa. Tôi nhắc lại cho bà nhớ một lần nữa. Con ngu đần đó không bao giờ là con của tôi. Tôi không có đứa con khùng điên giống như nó. Suốt bao nhiêu năm nay ông cứ nghi ngờ tôi, làm cho cái nhà này nó quá ngột ngạt. Còn Thúy Hoài sở dĩ nó bị như ngày hôm nay là cũng vì ông. Do cái thói nghi ngờ ghen tuông của ông, ông đã trút hết mọi thù hằn lên nó. Rồi bây giờ khi ông thấy nó như vậy, ông lại chối bỏ nó, như là rũ bỏ hết tội lỗi của mình à. Trong cái nhà này, bất cứ chuyện gì bà cũng đổ cho tôi hết. Còn Thúy Hòa là đứa khùng điên bẩm sinh. Bởi vì nó không phải là con của tôi, nó không mang dòng máu của tôi, cho nên nó mới ra như vậy đó. Tôi không có đứa con đáng xấu hổ như nó. Dù ông có nói gì thì sự thật vẫn là sự thật. Còn Thúy Hòa nó có phải là con của ông hay không, tôi nghĩ bản thân ông sẽ tự biết. Tôi không muốn cãi lý với ông nữa. Tôi biết ông không tự hào gì khi có một đứa con gái như vậy, nhưng ít ra ông cũng có một chút lương tâm chứ. Ông có biết con Thúy Hoài nó chờ ông suốt đêm hay không? Tôi đã nói rồi, thần kinh của bà có vấn đề nên mới tổ chức sinh nhật cho nó. Điên. Ông Tuấn, ông độc ác lắm. Dù vậy con Thúy Hoài nó cũng là con ông. Sao không bao giờ ông dành thời gian cho nó, mà ông luôn ở cạnh tình nhân của ông vậy chứ? Bà nghĩ bà đủ tư cách để hỏi tôi câu đó sao? Hả? Bao nhiêu năm nay, dù cuộc sống không hạnh phúc, nhưng vì Thúy Hoài, tôi vẫn ráng nén lòng ở lại căn nhà này để cho con nó có đủ cha, đủ mẹ. Nhưng bây giờ thì tôi đã nghĩ lại, ông không thương yêu gì đến Thúy Hòa, nó có một người cha như ông thì càng tổn thương hơn. Tôi với ông cũng không nên chịu đựng nhau như vậy nữa. Ra tòa ly dị đi.
Bà nói cái gì? Ly dị hả? Phải. Tôi sẽ đem Thúy Hoài đi thật xa, cho nó có một cuộc sống mới. Rồi tôi sẽ tìm lại Minh Tường và con gái của mình. Bà bị điên hay mất trí mà dám ra lệnh cho tôi vậy? Người chủ động ly dị hay không là do tôi đây nè. Bà hiểu không? Tôi nói cho bà biết, một khi thằng Quang Tuấn này mà không muốn á, thì tôi thách bà bước chân ra khỏi nhà này nửa bước đó. Ủa, bà chủ đi đâu lâu dữ ta? Giờ cũng chưa về nữa. Nói đi mua thuốc cho con quỷ đó thôi mà. Làm như bà chủ dạo này không tin tưởng mình hay sao á, không chịu để mình đi mua thuốc. Làm như mình muốn mua thuốc độc giết quỷ cái đó không bà? Em mà áo đẹp nè. Em muốn đi. Đẹp quá. Nhà chỉ có một mình nó, coi như đây là cơ hội để mình trả đũa. Năm lần bảy lượt đều tại nó mà mình bị chửi hết á. Tao phải trả thù mới được. Rồi thôi. Nhưng bù lại, từ đây sắp tới mình khỏi phiền phức, khỏi hầu hạ nó, khỏe. Cho mày chừa cái tật. Mày dám cắn tao hả, quỷ cái? À.
Chí Hoài sao? Dạ, dạ. Thưa bà, lúc nãy á, con đang nấu ăn trên bếp thì con nghe trên phòng của cô Thúy Hòa có nhiều tiếng la hét lắm bà chủ ơi. Con chưa kịp chạy lên thì con thấy cô Thúy Hòa chạy xuống, mặt mày rất là hung dữ. Con sợ quá, con nắm tay cô lại thì cô cắn tay con bầm tím nè. Rồi sau đó cô giật tay con ra, con chạy ra ngoài cổng luôn, rồi con chạy theo mà không có kịp. Bây giờ cô đây luôn rồi bà chủ ơi. Trời ơi, tại sao ở nhà mà không đóng cửa lại? Dạ, tại vì lúc nãy có ông kia, ông vô nghi điện, con quên đóng cổng. Trời ơi, tại sao lại vô trách nhiệm như vậy? Mày thừa biết con Thúy Hoa nó khờ khảo như vậy mà. Rồi bây giờ tính sao đây? Dạ con cũng không biết tính sao nữa. Con tìm khắp nơi mà không gặp cổ chủ ơi. Con Chủ ơi, chết rồi ông chủ. Có chuyện gì vậy? Con Thúy Hoa đi mất tiêu rồi. Nó đi đâu? Dạ con không biết, hồi nãy con đang nấu ăn ở trong này, tự nhiên thấy con Thúy Hoa mở cổng chạy mất tiêu rồi. Mày đánh nó phải không? Dạ, dạ, dạ có, dạ có, con có đánh. Bây giờ làm sao ông chủ ơi? Ông chủ ơi, bây giờ mình phải làm sao đi ông chủ ơi? Dạ, cảm ơn ông chủ. Vô lấy trà thảo mộc cho tao đi. Dạ, ông chủ, ông chủ. Ông chủ nói con làm gì ông chủ? Lấy trà thảo mộc cho tao. Dạ. Lấy trà thảo mộc. Lấy trà thảo mộc. Chị ơi, làm ơn cho em hỏi, chị có thấy một cô bé cao cao cỡ chừng này có đi vô trong chợ không chị? Dạ dạ em cảm ơn. Chị có thấy không? Dạ cảm ơn. Ơi, con đang ở đâu vậy? Cậu trời, cho con tìm được con gái của con. Xin trời hãy chỉ cho con biết con gái con đang ở đâu.
thể sống mà không có nó. Thùy Hòa ơi, sao con bỏ mẹ mà đi vậy? Thùy Hòa ơi, hồi nào tới bây giờ con chưa bao giờ bước ra khỏi nhà nửa bước. Sao hôm nay con lại ra ngoài đường? Thủy Hòa ơi, nói thiệt đi, có phải mọi chuyện là do cô làm? Bà nói gì vậy? Con đâu biết gì đâu. Cô đừng có hòng qua mặt tôi. Thúy Hoài là con gái của tôi, tôi quá hiểu tâm tính của nó. Không đời nào mà nó bước ra khỏi nhà. Cho dù cái nhà này có bốc cháy đi chăng nữa, nó cũng không tự ý bỏ đi đâu hết. Bà chủ ơi, cô Thúy Hoài khùng khùng điên điên, cô toàn làm những chuyện bất ngờ không à? Sao con biết được? Nè, tôi cấm cô nói Thúy Hoa khùng đi. Dạ, thì con bắt chước ông chủ, con nói vậy thôi mà. Cô đừng có tưởng tôi là con nít, rồi muốn nói sao thì nói. Tôi khẳng định những gì cô nói nãy giờ là chuyện cô dàn dựng để qua mặt tôi. Có phải như vậy không? Dạ, không phải đâu, con không có làm. Bà chủ đổ oan cho con rồi. Oan ức hả? Tôi thừa biết cô không ưa gì con gái tôi. Cô cũng không bao giờ muốn cái nhà này có sự hiện diện của nó để cho cô bớt phiền phức. Không phải cô thông đồng với chồng tôi, thừa lúc tôi không có ở nhà nên đã kéo nó ra khỏi nhà, đuổi nó ra ngoài đường, có đúng không? Bà chủ ơi, bà đổ oan cho con rồi. Con nói thiệt, cô Thiên Hoàng cũng khùng khùng điên điên, cô tự bỏ nhà cô đi. Con không bao giờ con làm những chuyện thất đức đó đâu. Con nói thiệt á, tại bà chủ lớn tuổi nên con nhịn. Chứ nãy giờ á, bằng tuổi con á, là con có nhịn đâu á. Cố cạn. Mày nói đi, mày để con tao ở đâu? Bà chủ, bà chủ làm gì vậy? Ông chủ, ông chủ ơi, bà chủ đổ quan cho con rồi còn đánh con lắm. Ông chủ ơi, ông chủ, bà làm gì vậy? Bà làm gì mà ôm sòm là vậy? Ông chủ, sao tìm thấy nói chưa? Còn bé bà đứng đó làm gì? Lên dọn đồ đi. Dạ. Ông mà cũng biết quan tâm tới con gái của ông nữa sao? Ông quan tâm nó mà giờ này vẫn còn ở nhà uống trà phè vỡn. Thật ra là ông quan tâm con mình, hay là ông muốn dò xét tôi? Bà làm gì nhảy động vậy hả? Y như ngồi trên đống lửa vậy. Nó khùng á, bỏ nhà đi cũng là chuyện bình thường thôi. Trên đời này biết bao nhiêu chuyện tương tự như vậy. À, mà bà muốn tìm nó thì tới công an mà báo, hay lên báo đài gì đó nhờ người ta tìm giúp cho. Thái độ dửng dưng của ông càng khiến tôi tin sự nghi ngờ của tôi là thật. Ông nói thật đi, có phải chính ông đã sai khiến và suối biểu con gián điệp này đuổi con Thúy Hoài ra khỏi nhà, đúng không? Bà nói cái gì vậy hả? Mấy người đóng kịch giỏi lắm, dựng chuyện giỏi lắm, nhưng mấy người lại không biết tôi chính là người hiểu con gái tôi nhất. Bao nhiêu năm nay có khi nào mà con nhỏ dám đi đâu một mình chứ? Chỉ cần nhìn thấy xe cộ ngoài đường thôi là nó đã sợ hãi lắm rồi. Làm gì có chuyện mà tự nhiên nó bỏ chạy ra khỏi nhà? Mà bà có bằng chứng gì không? Hay là tất cả chỉ là do bà suy luận thôi? Mấy người tưởng tôi là con nít hay sao mà không biết suy luận? Bà suy luận giỏi quá ha.
Sao ông tự suy luận luôn là giờ này con gái của bà đang ở đâu? Trí tưởng tượng của bà phong phú quá mà. Sao ông dành thời gian để sáng tác nhạc giống như chồng năm xưa của bà? Nè, tôi cấm ông. Tôi cấm ông đem người ta ra mỉa mai nghe chưa? Lẽ ra ông không dám nhắc đến Minh Tường thì phải. Tôi sợ gì mà ông dám nhắc tới nó hả? Ông sợ hay không đó là chuyện của ông. Còn tôi, đừng tưởng tôi nản chí mà dội đắc ý. Tôi hứa với ông, một ngày nào đó nếu tôi còn sống thì tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu để làm sáng tỏ mọi chuyện liên quan đến Minh Tường và con gái của tôi. Bây giờ thì ông khỏi phải đào bới quá khứ lên mà cười cợt. Chính tôi sẽ là người xới tung cái quá khứ đó lên. Coi ông còn gì để mà nói. Xới tung quá khứ hả? Bà cũng can đảm quá ha. Quá khứ đó có cái gì ngoài những tội lỗi của bà hả? Hay là bà muốn coi lại hình ảnh của con đàn bà lăn loàn tên là Thùy Dung, đêm đêm đợi chồng con ngủ say rồi bỏ ra bến sông để ngoại tình? Bà đừng nói với tôi là bà tự hào về những chuyện đó nghe chưa? Ông đúng là đồ đê tiện. Đê tiện, ông đê tiện, đê tiện lắm. Bà làm cái gì vậy? Tôi nói cho ông biết. Công nhận nha, trò mới tôi làm mà được mời sinh nhật như vậy á là có duyên lắm á. Năm nào ông chủ cũng làm tiệc mừng rồi cho nhân viên mời bạn bè tới. Công nhận ổng sợp thiệt á. Nhưng mà hôm qua tới giờ Trầm cũng chưa thấy mặt ông chủ nữa. Ổng ngồi ở bển kìa. Trầm biết không, ổng giỏi lắm đó. Ai mà lọt vào mắt của ổng á là mau chóng nổi tiếng lắm. Trầm biết ca sĩ Ali phải không? Biết. Bả là gà cưng của ông chủ đó. Vậy hả? Cưng cái gì mà cưng, xưa rồi. Ê, theo như tôi đoán là ông Tuấn sắp cho bả ra rìa rồi. Nè, sắp có phim coi nữa, bả tới nữa rồi kìa. Anh, cuối cùng cũng chịu gọi em rồi sao? Em tưởng anh lơ em luôn rồi chứ. Gọi điện cũng không nghe, tới nhà cũng không thèm tiếp. Anh kỳ quá. Anh, mẹ em nói nghe nè, tối nay em có món quà đặc biệt để tặng anh rồi đó. Anh à, em biết là dạo gần đây em hay làm anh giận, nhưng mà tại vì em stress quá nên mới vậy thôi. Sao cô nghĩ là tôi giận cô vậy? Thì tại nãy giờ em thấy em nói chuyện với anh đó mà anh có nhìn đi đâu không à. Đàn ông gì mà giận hờn cũng phụng phịu như con nít vậy. Anh, em nói anh nghe nè, bữa nay là sinh nhật của anh á, bây giờ mấy cái chuyện cũ mình bỏ qua hết đi ha. Tôi có buồn giận gì cô đâu. Vậy bây giờ anh dẫn em đi mua đồ để tối nay em mặc đi tiệc, như vậy thì em mới tin. Tối nay chỉ là tiệc mừng sinh nhật của tôi thôi, cô chỉ cần ăn mặc chỉnh chu một chút là được, đâu cần thiết phải đầu tư quần áo chứ. Anh nói gì kỳ vậy? Dù sao thì phân nửa thời gian tối nay á cũng là để giới thiệu dự án âm nhạc mới của em mà. Không lẽ em muốn đầu tư trang phục để xuất hiện lộng lẫy cũng không được nữa hả? À, sáng nay tôi gọi cô tới để báo cho cô biết một việc. Cái vụ giới thiệu dự án mới của cô chắc là phải hoãn lại rồi. Cái gì? Anh nói vậy mà nghe được hả? Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đó hết rồi, đùng một cái bây giờ nói quỷ là quỷ làm sao? Bởi vì mấy cái dự án mới của cô có chút trục trặc trong kế hoạch sản xuất nên tạm thời bây giờ chưa thể công bố trước được. Với lại tôi cũng muốn cô có thêm thời gian để tập trung chuyên môn. Tôi thấy dạo này cô có vẻ xuống dốc lắm. Cái gì? Bữa nay anh còn chê bai tôi nữa sao? Tôi chỉ thẳng thắn góp ý thôi. Gần đây tôi thấy cô xuống dốc cả về ngoại hình lẫn năng lực. Cô có làm gì ảnh hưởng đến sức khỏe không vậy? Ý anh là sao? Làm gì là làm gì? Cô coi lại mình đi.
cô ngồi cạnh tôi mà nghe nồng nặc mùi thuốc lá với rượu. Là người của công chúng phải đặc biệt chú ý đến thần sắc và năng lực. Cô không khéo mà mất đi khán giả đó. Khán giả nào mà quay lưng lại với tôi thì chứng tỏ là họ không biết thưởng thức nghệ thuật. Nói như vậy nghĩa là góp ý của tôi không có giá trị gì đối với cô hết. Coi bộ tôi với cô khó có thể hợp tác lâu dài lắm. Hoàng Tuấn, anh nói thẳng ra đi, anh muốn đá tôi chứ gì, đúng không? Tôi hiểu rồi. Thì ra là vì cái này. Anh có còn gì chối cãi không? Anh vì bóng hình con nhỏ đó mà lạnh nhạt với tôi. Ủa anh nghĩ sao vậy? Anh nghĩ con nhỏ đó là ngọc ngà châu báu hay sao mà anh đá tôi? Anh định đi đâu đó? Tôi chưa nói chuyện xong với anh mà. À, tôi quên nữa. Cái kịch bản điện ảnh hôm trước tôi đưa cho cô đọc vai đó, cô đừng có đụng tới nữa. Bởi vì bây giờ tôi cũng muốn đổi vai chính. Quang Tuấn, tôi chưa nói chuyện xong mà. Quang Tuấn, con quỷ cái đó, nó đã bỏ bùa mê thuốc lú gì vô cây kẹp đó mà khiến cho ổng mê mệt tới như vậy chứ. Nhưng cái gì nữa, về lẹ đi. Nè, tao nói thiệt nghe, bà Năm bữa giờ bà sợ tụi bay lo nên bà giấu á. Chứ con mẹ từ qua nhà nội mày quậy tưng luôn đó. Lo mà về lẹ lẹ an ủi bà đi, nghe không? Nội ơi, con muốn về với nội lắm, nhưng mà bây giờ con chưa gặp được anh hai. Con không biết tìm anh hai ở đâu nữa nội. Hai Bình, con tỉnh rồi hả? Dì mừng quá. À, khoan khoan, con cứ nằm nghỉ đi. Khoan ngồi dậy. Thúy Hòa, anh bình tĩnh rồi kìa con. Thúy Hòa, cuối cùng em cũng về với mẹ rồi. Vì chuyện của dì mà làm cho con ảnh hưởng. Dì thấy áy náy với con lắm. Không sao đâu dì, mọi chuyện qua rồi mà. Coi bộ Thúy Hòa thích cái giọng đó quá hả dì? Của con cho nó phải không? Dì thấy nó cứ vuốt ve cái dòng rồi nói là thần hộ mệnh, thần hộ mệnh gì á. Tối hôm qua cũng mua cái dòng cho em, và con nói là cái dòng đó là cái dòng hộ mệnh để cho em an tâm. Thì ra là vậy. Nhưng mà con cũng đã che chở giùm cho nó, thì con cũng giống như thần hộ mệnh của nó rồi. Từ tối qua tới giờ nó cứ đòi gặp con miết à. Thúy Hòa, qua với anh đi con. Con ngồi xuống đây. Vậy mà con cứ tưởng em còn sợ con chứ. Đúng là bình thường, Thúy Hòa nó sợ hãi nhiều thứ lắm. Nhưng chắc là do con cứu nó khỏi tai nạn xe nên nó mới quý con đó. Nhưng mà sao em lại bị như vậy hả dì? Chuyện dài lắm, khi nào có dịp dì sẽ kể cho con nghe. Còn bây giờ thì Hai Bình nè, cái này là lòng thành của dì, con nhận đi. Con đã nói với dì rồi, con giúp gì không phải là vì mấy cái này. Dì đừng có làm như vậy. Nhưng thiệt sự thì dì cũng không biết làm gì khác để cảm ơn con.
Lần này tìm được Thúy Hòa cũng giống như là chết đi sống lại. Dì mang ơn con lắm. Đây là lòng thành của dì, con cứ an tâm mà nhận giùm dì. Dì đừng có làm cho con khó xử. Không phải là con chê lòng thành của dì đâu, nhưng mà con nghĩ nếu như mọi thứ ở trên đời này đều có thể đổi bằng tiền thì sẽ không còn thứ gì có ý nghĩa nữa dì à. Vậy bây giờ dì phải làm gì để cảm ơn con đây? Con giúp dì không phải là để dì mang ơn con đâu. Bởi vì con cũng đang tìm đứa em thất lạc của mình, cũng đang trải qua những lo lắng giống như dì. Cho nên con hiểu cảm giác, rồi con mới giúp dì thôi. Nói vậy con vẫn chưa tìm được Út May hả? Dạ chưa. À, hay là vậy, dì sẽ giúp con. Dì sẽ nhờ báo đài tìm giúp. Dì hứa là sẽ cố gắng giúp con. Nếu được như vậy thì tốt quá. Con cảm ơn dì nhiều lắm. Ờ, còn có hình của Út May không? Nếu có hình ảnh thì người ta sẽ dễ tìm hơn. Dạ con không có. Ờ, dì nhớ rồi. Đây nè, lần trước về Gò Tháp dì có chụp hình cho Út May và Thúy Hòa để làm kỷ niệm. Con coi nè, nhìn hai đứa có giống như chị em không? Dạ, đúng là giống như hai chị em vậy. Hai chị em, hai chị em, chị lạc em rồi. Em của chị. Bé Ba. Dạ. Úi trời ơi. Dạ. Dạ, ông chủ đã về. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday ông chủ. Mày cũng rảnh quá. Dạ, chúc mừng sinh nhật ông chủ. Cơm nước gì xong chưa? Trời ơi ông chủ, bữa nay sinh nhật ông chủ mà cơm nước gì? Con nghĩ phải ra phòng trà của ông chủ ăn chứ. Nhưng bây giờ á, tao muốn ăn cơm ở nhà. Ôi trời ơi, ông chủ nhắc cơm nước con mới nhớ nha. Ông chủ, hồi nãy còn ít cơm nè, cũng còn đồ ăn nữa. Nhưng mà, ông chủ ơi, bà chủ ha, dắt theo cô Thúy Hòa ha, gom hết đồ ăn đồ uống trong nhà, đi ra khỏi nhà rồi. Dạ, đúng rồi, con nhớ rồi. Trước khi đi á, bà chủ còn nói là, ôi thần Linh ơi. Cái gì thần Linh? Ôi, dạ, con xin lỗi ông chủ, con quên thần Linh ơi là lập phim Ấn Độ. Còn bà chủ á, trước khi đi nói cái gì, à đúng rồi, con nhớ rồi, là cái gì mà thần hồn mệnh đó ông chủ. Thần hộ mệnh. Dạ đúng rồi. Thần hộ mệnh. Ông chủ, rồi cuối cùng là con có nấu cơm nấu nước gì không? Hay là ra ngoài nhà hàng đặt để con biết con bóc lịch? Mày xuống dưới giùm tao đi. Dạ. Bây giờ dì về nhà, con cứ ở đây nghỉ ngơi cho tới khi khỏe hẳn. Mọi chi phí dì đã lo hết cho con rồi, con cứ dạ, an tâm đi. Con cảm ơn dì. Thôi mình về đi Thúy Hòa. Dạ. Đi con. Thương của mình, cứu em, cứu em. Thúy Hòa. Bà đánh. Bà làm gì ở đây vậy hả? Tôi đi thăm bệnh, ông không thấy sao còn hỏi nữa. Thúy Hòa. Thăm bệnh hả? Nhiệt tình quá ha. Mà cũng phải, nó cũng nhiệt tình với bà quá mà. Hai bệnh dù sao cũng đã giúp tôi tìm được Thúy Hòa, nên mới bị xe đụng, thì tôi phải có trách nhiệm thăm nom chứ. Bà thì lúc nào cũng lý lẽ biện minh hết, nhưng tôi biết trong lòng bà đang nghĩ gì mà. Chu đáo quá ha. Lo cho người dân còn hơn là lo cho chồng bà. Ông tới đây chỉ để nói với tôi. Bà dám đánh tôi hả? Hai Bình. Sao? Hai người tính hồi nhà đánh tôi hả? Nè, ông hiểu lầm rồi. Tôi giờ gì làm á, không như ông nghĩ đâu. Không như ông nghĩ đâu.
Con có sao không? Con không sao đâu dì. Cái kẹp, cái kẹp của ông ơi. Mày tránh ra coi. Hai Bình, ở đâu có cái kẹp này? Đưa đây cho tôi, đưa cho tôi. Đây là cái kẹp của em gái tôi mà. Mày nói cái gì? Đây là cái kẹp tôi tự làm để tặng cho em gái tôi. Tại sao có nó? Bây giờ em gái tôi đang ở đâu? Em gái tôi đang ở đâu? Trái đất đúng là tròn thiệt. Không ngờ con bé đó lại là em của mày. Tao chỉ gặp nó một lần, rồi tình cờ tao có được cái kẹp của nó. Bây giờ tao cũng không biết nó ở đâu nữa. Thậm chí mặt mũi của nó ra sao tao cũng quên mất tiêu rồi. Nhưng mà Hai Bình, con đừng có lo quá. Dì sẽ nhờ báo đài tìm giúp con. Không sao đâu. Nhưng mà thôi đủ rồi. Nắm tay kìa. Bà đi về đi. Tối nay còn phải đi dự tiệc của tôi nữa. Đừng có ở đây mà làm chuyện bao đồng. Ông về trước đi. Thúy Hoa còn đang sợ lắm. Một chút nữa nó hết sợ tôi mới đưa nó về được. Mà nè, tối nay tới dự tiệc á, tôi cấm bà dẫn theo cái con khùng điên nó theo nghe chưa. Đừng có làm mất mặt tôi đó. Từ từ tiếp đi. Thúy Hoa, bình tĩnh đi con. Nín đi con. Ba con đi rồi. Nín đi mà. Thúy Hoa, Hai Bình, dì xin lỗi. Phải để cho con hứng chịu những câu nói khó nghe như vậy. Dạ không sao đâu dì. Nhưng mà con nhìn thấy thái độ cậu như vậy, con cũng đoán được là hình như ông không thương Thúy Hoa. Con người của ông quá đáng lắm. Từ nhỏ Thúy Hoa đã bị ông trút hết mọi tức giận lên đầu. Dì nghi ngờ Thúy Hoa không phải là con ruột của ông. Suốt một thời gian dài bị đối xử cay nghiệt nên tâm thần của nó mới như ngày nay. Nhưng mà bệnh tình của Thúy Hoa có chữa được không có gì? Dì cũng đưa nó đi bác sĩ tâm lý. Dì ngày nào ông cũng đánh chửi nó nên bệnh tình của nó ngày một nặng hơn. Ông thấy nó như vậy thì cũng chối bỏ nó, giấu giếm nó với mọi người. Rồi nếu như có ai phát hiện thì ông phủ nhận nó không phải là con của ông để khỏi bị mất mặt. Tội nghiệp Thiếu Hòa quá. Tại sao người ta lại có thể chối bỏ máu mủ của mình được chứ? Em sao vậy? Tự nhiên đổi ý đòi ở nhà là sao? Bây giờ em vẫn chưa gặp được anh Hai. Không biết ảnh sao rồi. Em thấy lo lắm. Em không có tâm trạng nào để đi hết. Chị biết là em lo lắng. Nhưng nếu như em ngồi ở nhà thì cũng đâu có giải quyết được gì đâu. Nghe lời chị đi. Cứ vui vẻ lên. Khi mà đầu óc thoải mái á thì mới nghĩ ra cách chứ. Em vui vẻ sao được? Giữa lúc này mà còn đi tiệc tùng. Em thấy có lỗi với bà nội và anh Hai lắm. Chẳng thà em đi vòng vòng trong chợ để tìm anh Hai. Tại vì em nghĩ anh Hai vẫn còn ở xung quanh khu chợ đó thôi à. Thôi, nếu muốn đi á thì ngày mai chị chở đi. Bây giờ trời tối, em đi một mình đâu có được. Nè, với lại hôm qua em nói á, em từng cứu ông Tuấn khỏi đám ăn cướp đúng không? Dạ. Nếu như vậy thì tối nay em càng phải đi. Ông Tuấn có mối quan hệ rộng lắm. Tối nay chị sẽ dẫn em đến gặp ổng, nhờ ổng giúp em tìm anh Hai. Chắc chắn nếu ổng nhận ra em á, ổng sẽ giúp em liền. Chị chắc chắn là ổng sẽ giúp em hả? Không thử sẽ biết được. Ừ.
Dạ chào ông. Ông có sao không? Tôi không sao. Chỉ tại mới nhìn cô, tôi thấy cô rất giống một người, nên tôi hơi bất ngờ một chút. Dạ. Hình như tôi đã gặp cô đâu đó rồi thì phải. Thiệt ra tôi chính là... Tôi nhớ rồi. Cô đã cứu tôi đây mà. Út May. Chị. Dạ chào ông chủ. Cô là nhân viên mới phải không? Dạ. Cô Út May là bạn của cô hả? Dạ. Nó hát hay lắm ông chủ. Thiệt không? Chị. Ông chủ, tôi nói thiệt đó. Tôi từng nghe nó hát rồi. Nó hát hay tới nỗi tôi phải há miệng mà nghe nữa. Tôi mà nói dốc á, ông chủ đuổi việc tôi cũng được nữa. Chị. Đau. Út May à, tối nay là sinh nhật của tôi. Tôi thật lòng mà muốn tất cả mọi người đều được vui vẻ. Và tôi cũng muốn mọi người hãy hết mình với tôi. Cô Út May à, không lẽ sinh nhật tôi mà cô cũng tiếc tặng tôi một bài hát sao? Tôi thiệt sự không có tâm trạng gì để ca hát hết. Cô có biết không, tâm trạng cô không tốt thì càng phải hát. Cô cứ hát bài nào mà cô thích nhất, lúc đó tâm trạng của cô sẽ khá hơn. Với lại tôi được cô hát tặng cho một bài mà cô thích nhất thì cũng giống như là tôi được cô tặng cho một món quà quý nhất của cô. Tôi sẽ vui lắm. Út May, em sao vậy? Em nói với chị là em thích hát lắm mà. Nhưng mà bài hát em thích á, chỉ có một bài thôi. Nói thế nào cũng được, cô cứ hát đi, tôi sẽ lắng nghe mà. Vậy tôi hát nha. Không, ai lại bắt cô đứng hát ở trong toilet như vậy chứ. Tôi sẽ mời cô ra sân khấu đàng hoàng. Cô sẽ hát trên sân khấu với micro, và giọng hát của cô sẽ được những người trong buổi tiệc này thưởng thức ha. Nhưng mà mua cho em hả? Anh hai cũng có mua. Anh hai tự làm đó. Bữa nay là sinh nhật của em, anh làm để tặng cho em đó. Em có thích không? Em thích lắm. Cảm ơn anh hai. Út May, bây giờ em đang ở đâu hả Út May? Dạ xin. Hay quá, vậy là bài hát này của chồng em sáng tác hả? Dạ phải. Nếu như mà gánh hát của mấy anh muốn mua, em về em nói với chồng của em bán bài hát lại cho mấy anh. Em về nói lại với chồng em á, bán bài hát này bao nhiêu, thằng Sáu Khanh này mua hết. Thiệt hả anh? Với điều kiện anh sẽ mua luôn cả em nữa. Ha 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 ha.
Em quyết định xong chưa vậy? Chuyện giá anh. Thì cái chuyện em đi theo anh đó. Còn con em thì sao? Em không nỡ bỏ con em ở lại. Nếu mà em cứ đem con của em đi theo á, thì chồng của em sẽ tìm ra em để đòi lại con. Lúc đó hai đứa mình dù có đi tới đâu á, cũng sẽ không yên với nó đâu. Em nghe lời anh đi, cứ bỏ con lại. Như vậy á, chồng em nó mới buông tha cho em thôi. Anh nói thì nghe dễ lắm, nhưng nếu anh là em, thử coi anh có dám bỏ con anh ở lại không. Anh sao? Anh cho em thêm thời gian nữa nha. Bao lâu nữa thì em mới chịu? Anh đợi em lâu lắm rồi. Đợt này anh gánh Thiên Điểu ghé đây 10 ngày thôi à, sau này không có ghé nữa đâu. Em mà không quyết định mau á thì không còn cơ hội nữa đâu. Thùy Dung à, không lẽ em cứ tiếp tục ở với thằng cu lần đó để nuôi con cho nó sao? Em sẽ chôn vùi tài năng của em ở cái xứ khỉ ho Gò Giấy này sao? Em suy nghĩ đi. Nếu em theo anh thì anh sẽ biến em thành một bà hoàng. Khi em giàu có rồi á, lúc đó em có thể gửi tiền về nuôi con em. Thấy không? Bây giờ, sẵn lúc chồng em chưa phát hiện ra chuyện của tụi mình, em tranh thủ mau đi. Đừng để nó phát hiện ra thì kẹt lắm. Mấy bữa nay em đi đâu vậy? Lòng anh hai lo lắm em biết không? Em cũng lo nữa. Em cũng sợ là không có gặp được anh hai. Nói bậy. Anh hai. Ngoan, đừng có khóc nữa. Anh hai đây rồi. Tại sao Tuấn lại thay đổi với mình như vậy chứ? Đáng lẽ tối nay mình phải được Diên Hành giới thiệu dự án âm nhạc mới, vậy mà bây giờ phải co rút trong góc quán này. Khốn nạn. Em lại nói gì mình nghi ngờ là đúng. Ông phát hiện ra mình bắt cá hai tay sao? Lý Sẹo, mày hại tao rồi, thằng chó. Người đẹp đã làm ca sĩ nổi tiếng thì đừng có lạm dụng bia rượu quá như vậy, không tốt đâu nghe cưng. Lại là mày hả thằng chó? Sao gặp anh không có vui hả người tình bé nhỏ? Mày im đi nè thằng chó. Sao mày không chết đi cho rảnh nợ? Em muốn yên ổn ra khỏi đây hay muốn anh cho mọi người biết em là người tình của anh? Mày dám? Ca sĩ ấy đi mà có một người tình như tao thì ngày mai sẽ được đăng báo trên trang bìa đó, mày biết không? Mặt tao nè, mày quăng đu đi. Thank you.
vui qua. Cứ tưởng bài hát đó mãi mãi sẽ không bao giờ ai nhắc tới. Nào ngờ tối nay nó lại được cất lên chính sân khấu của mình. Minh Tường, không lẽ suốt 10 năm đằng đẵng hồn ma của mày vẫn còn theo bài hát đó để đeo bám ta hay sao? À! Minh Tường, thực ra mày còn sống hay chết vậy? Nếu như mày còn sống thì tại sao suốt mày mấy năm qua mày không đi tìm tao? Cô làm cái gì vậy? À, lại đi uống rượu nữa hả? Buồn bực chán đời. Bây giờ nếu không uống rượu thì làm gì vậy anh? Cô về đi, cô xỉn lắm rồi đó. Không nên đi khuya. Gì? Anh quan tâm tôi hả? Hay là anh muốn đuổi khéo tôi? Tôi không về. Tôi tới đây là để tìm anh. Tôi muốn một lần nói chuyện thẳng thắn và nghiêm túc giữa tôi và anh về mối quan hệ của chúng ta. Thẳng thắn và nghiêm túc bằng men rượu hả? Cô về đi, chừng nào tỉnh táo thì gặp tôi. Thái độ của anh vậy là sao? Hả? Có phải là anh chán tôi rồi không? Anh nói đi, anh nói thẳng ra một tiếng cho rõ trắng đen đi. Đừng có úp mở với tôi nữa, hiểu không? Cô nhìn lại cô đi ha. Nhìn xem bộ dạng của cô bây giờ có thể tạo cảm hứng cho người khác được hay không? Phải. Bộ dạng của tôi thì làm sao mà giống với bộ dạng quê mùa của nhỏ kia? Anh đổi gu rồi hả? Bây giờ anh thích gái quê, gái tơ. Anh chán tôi rồi chứ gì? Tôi còn nghe người ta đồn anh đưa nó lên sân khấu phòng trà để cho nó đứng trên đó nó hát nữa đúng không? Hả? Anh nói đi, có phải nó đã bỏ bùa mê thuốc lú gì vô cây kẹp của nó, bây giờ để anh mê nó như điếu đổ đúng không? Cô nói đủ chưa? Tôi cho cô biết nghe, chuyện giữa tôi với cô không có liên quan gì đến Út Mây hết. Cô hãy nhìn lại bản thân mình đi, trước khi xúc phạm người khác. Nếu công bằng mà nói thì Út Mây còn tốt hơn cô gấp nhiều lần. Anh đứng lại đó, anh không bỏ tôi được đâu. Mình nói chuyện với nhau rõ ràng đó Quang Tuấn. Quang Tuấn, buông ra. Quang Tuấn, tôi muốn nói chuyện rõ ràng với anh mà. Mở cửa. Quang Tuấn, anh không thể bỏ tôi được. Quang Tuấn. Bà nội cha nhậu mộng có cái gì để ăn á?
Cha, thưa cha, con mới về. Cái con khốn nạn, mày dám giác mặt mày dậy đây nữa hả mày? Cha, con biết lỗi của con rồi. Bữa nay con về, con xin nghe lời cha. Cha muốn sao con cũng nghe hết. Mày im đi. Mày làm cho cái nhà này điêu đứng như vậy rồi. Mày còn dám giác cái mặt của mày về đây. Con mẹ ơi, từ con mẹ nổi trận lôi đình. Bây giờ mày có muốn người ta đem vòng vàng qua đây để cưới cho con của người ta không dễ dàng đâu, biết chưa? Mày hả? Mẹ mày! Mày vô đây tôi lấy kéo tôi cắt cái đầu của mày luôn! Cha! Vô đây! Mày vô đây! Mẹ mày! Mày dám cản hả? Mẹ mày! Cản! 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 Bà nội cha mày, cái lưng mày giống như tấm hớt cứng cái mẹ à! Cha! Tụi con là con của cha, chứ không phải cha muốn làm gì cũng được đâu nha! Cái gì? Cái thằng chó, mày dám dở giọng mất dạy với tao hả? Tao đập cho mày chết ba mày luôn. Tao đập cho mày chết cha mày luôn. Cha, cha ơi, con lại cha mà cha ơi. Ông mày, đứng lên đi. Con sẽ nghe theo lời của cha mà cha. Cha muốn gả con cho ai cũng được hết mà. Ông mày, em đứng lên đi. Em nói cái gì vậy? Em nói gì vậy? Mày mới vừa nói tức thì là tao muốn gả mày cho ai cũng được hết trơn, phải không? Tao nói cho mày biết, nói thì phải giữ lời đó. Từ rày sắp tới, đứa nào còn dám chống đối tao nữa thì tao sẽ cho hai anh em của mày đi theo con gái mẹ của mày luôn. Nhớ rồi. Mày nhớ nha, cái con trôi sông lạc chợ. Nhớ rồi. Em có sao không? Anh ơi có sao không? Anh này không sao. Ông làm gì vậy? Dạ. Sáng sớm qua đây làm chi vậy? Tính qua đây gặp chị để nói cho cái vụ quý với con gốc mây nó... Ý là gì? Là đám cưới với nhau đó. Cưới hả? Mắc cười quá. Ông muốn rượu riết rồi cái ông lú lẫn. Ông nghĩ sao vậy? Ông giác cái mặt móc ông qua đây đặt vấn đề cứ hỏi với tôi. Nè, sẵn tôi nói luôn nghe. Ông lo mà dọn chỗ khác đi. Ít bữa nữa tôi cho người qua dỡ nhà lấy đất đó. Thôi mà chị ơi. Tôi biết là chị giận nên chị nói vậy thôi. Còn Út nó hư, tôi đập cho nó một trận rồi. Tôi cam đoan với chị, lần này có đám cưới đi nữa nó cũng không dám bẻ chị ở đâu. Thôi kệ nó. Giờ tôi không quan tâm nữa. Tôi cho ông biết ha, thằng Quý con tôi, tôi mà hê một cái đó hả, là con gái nó xếp thành hàng ở đây nè. Mắc mớ gì tôi phải đeo theo con gái của ông. Nhưng mà chị ơi, chị có... Thôi, ông đi về giùm cái đi. Sáng ra công chuyện tôi lu bu lắm. Đừng có ở đây mà kèo nèo nữa. Đừng có mà, nhưng mà giờ chị cũng phải nghỉ chỗ chòm sớm với nhau. Giận gì mà dai dữ vậy? Ai chòm sớm với mấy người? Tôi nói thiệt nghe, tôi làm chòm sớm với mấy người á, để tôi làm với lại mấy con gà, con vịt còn sướng hơn á. Đi về đi, không cứ hỏi gì hết á. Chị Tự. Trời, mình làm gì mà nhìn tao dữ vậy hả? Sáng sớm uống thuốc chưa con? Tôi muốn cưới ông mày. Má không cho tôi lấy ông mày á, là tôi... Tôi sao hả? Muốn tự tử hả? Mày ngon mày đi chết đi. Còn con nhỏ đó đó hả? Tao không đời nào mà cho nó bước chân vô nhà này đâu. Mày đi đâu đó? Đi đâu?
tôi đi nhảy xong tự tử cho má vừa đâu. Trời đất ơi, cái thằng này nó thằng ngu này, trời nó ngu dễ sợ luôn đó. Thằng ngu này, mày đứng lại cho tao. Ông ba, buông tôi đi ra. Ông chỉ mới lại cho tôi con. Buông tôi đi ra, tôi đi tự tử. Buông tôi ra. Ai buông tôi ra? Đi vô nhà. Bà chị cho nó cưới ông Bay đi. Thôi đi tự tử, ông Bay bốn là hối hận đó nha. Trời ơi, có gì ông bà nhà ông bóng tôi. Bỏ tay đi. Bỏ cuốn ra, cuốn ra để tôi tự tử. Hai à, con nghỉ ngơi đi con. Sáng giờ con cứ hì hục làm hoài à, con không thấy mệt hả con? Con thanh niên trai tráng mà nội. Mà ghế sụp sịch rồi, con ngồi có bị gì thì không sao, chứ nội ngồi lỡ bị gì thì sao? Nó cứ để anh hai làm đi nội. Ảnh mà không làm biết đâu, ảnh sẽ còn mệt hơn nữa đó. Tụi con thì sao cũng được hết. Còn nội, nội lớn tuổi rồi, nội phải giữ gìn sức khỏe nghe nội. Nội gần đất xa trời, sống nay chết mai, lo gì? Con không lo cho nội thì lo cho ai? Phải chi thằng cha của bay nó biết lo như bay thì cái nhà này đỡ biết bao nhiêu không? Mỗi lần nghĩ tới cha, con đều mong cha đổi tánh để nội được vui. Nhưng mà... Ông ơi! Cái con tôi xong lạch chợ đâu rồi? Cái thằng này nhắc cái nó tới liền à. Cái gì? Bà mới nói gì vậy? Ở nhà không lên tiếng hả mày? Mày cái? Nè! Mày nghe tao dặn nè. Mấy bữa nữa, bà Tư bỏ qua đây để bàn chuyện đám cưới của mày. Mày đã hứa với tao rồi, phải nhớ giữ lại cái chứ. Hả? Sao mà mày cứ làm cái trò này hoài vậy hả bà? Bà câm cái mỏ bà đi. Cái nhà này nuôi nó, bây giờ là cái lúc để cho nó phải báo hiếu với cái nhà này, biết chưa? Mày nội, con mày không thương. Không sao đâu nội, con chịu mà. Đó. Mày nha thằng quý. Ê, chó đẻ. Thằng chó đẻ, mày dằn mặt ai mày? Ê, cái bà đó đi. Mày mà chịu ơn đó thì bà sẽ xóa nợ cho cái nhà này, chưa kể là cái tiền nạp tài. Lời quá rồi còn gì nữa. Nè, sẵn nói luôn cho mày, sau này qua bên bển á, mày cũng phải có cái bổn phận với cái nhà này. Không có được mà bo giữ tiền xài một mình mày biết chưa? Hả? Cái mỏ mày đâu mày không trả lời hả? Mày muốn cái gì? Dạ, con biết rồi cha. Cảnh cáo vậy chưa? Mấy bà cháu của bà mà còn chống đối tôi một lần nữa là tôi quậy bánh cái nhà này luôn đó, biết chưa? Nội, Út Mây, bộ con tính nghe lời nói thiệt hả Út Mây? Dạ, con suy nghĩ kỹ rồi, con sẽ không cãi cha nữa đâu. Nội đừng có lo nghĩ gì hết nghe nội. Nội thấy nội còn nợ con nhiều lắm, phải chi con đừng có sống trong cái nhà này, biết đâu cuộc đời của con sẽ sung sướng hơn. Nội, nội nói gì mà kỳ vậy nội? Con là con cháu trong nhà, không sống ở trong nhà mình thì con biết sống ở đâu hả nội? Nội xin lỗi con, phải chi hồi đó nội trả con về lại cho má con thì cuộc sống của con bây giờ đâu có khổ như vậy. Nội, nước nè con.
nước nè Hai Bình. Hai Bình, con có chuyện gì mà buồn hoài vậy hả? Bộ thất tình hả? Con bực bội trong người thôi. Chắc là thằng cha bá lại chửi hai đứa bay nữa phải không? Ông chửi bới, chịu ngồi ngang chút cũng đâu có sao. Nhưng mà con thấy tức không chịu nổi. Ông cứ một hai bác út mày lấy thằng quý con của bà Từ nữa hả? Vậy mà tao tưởng sao cái vụ đó là con mẹ Từ cạch mặt gia đình bay luôn rồi chứ. Thì tại thằng quý đó, nó đòi nhảy sông tự tử, bà mới chiều nó. Dì coi, thằng quý như vậy làm sao mà lo được chốt mày. Dì, dì có cách nào cản cha con gì? Tao thề với mày luôn á, tao mà cản được chả, tao chổng khu lên đi bằng đầu. Đối với cha mày á, tao bó tay bó giò ha. Mà thôi đi, có chống đối cũng đâu có giải quyết gì được đâu con. Mất công gia đình thêm xào xáo, mà nội bay á, càng khổ tâm thêm nữa. Mà tao thấy cái tính thằng Quý nó khờ, nhưng mà nó thương con Út May mà. Nếu mà con Út May chịu nó thì mai mốt con Út May nắm đầu nó, rồi sau này được một cái lên nắm quyền luôn, rồi gia đình bay được hưởng. Con không cần, con không có muốn Út May làm dâu bên cái nhà đó. Con Út May mà chịu thằng Quý á, là gia đình bay có lợi mà. Sao không chịu? Ngu vậy? Thôi vậy đừng nói nữa, con nhức đầu quá. Em muốn gì? Dạ cà phê anh. Cà phê hả? Dạ. Cà phê đá nha. Dạ. Lấy hai phê đá bà chủ. Rồi rồi rồi, có liền. Hai chú đợi một chút, có liền. Sao? Em suy nghĩ sao? Em thấy lo quá anh ơi. Lo cái gì mà lo? Không có sao đâu. Ông trời cho mình hai trái thận, phải không? Mình bán một trái đâu có chết chóc gì đâu mà em sợ, đúng không? Mình bán một trái thận kiếm 100+ triệu về lo cho gia đình, khỏe re ha. Nghe lời anh đi nha, cứ như vậy theo anh sẽ lo nha. Bán thận, bán thận được nhiều tiền vậy sao? Cứ nhìn lại cô đi à, nhìn xem bộ dạng của cô bây giờ có thể tạo cảm hứng cho người khác được hay không? Nhìn lại bản thân mình đi trước khi xúc phạm người khác. Nếu công bằng mà nói thì Út May cũng tốt hơn cô gấp nhiều lần. Im đi, im hết đi. Dẫu sao sánh tôi với con bị cái nữa hả? Cười đẹp, làm gì mà tối hôm nay quậy quọ dữ vậy hả? Sao? Bị cái thằng đại gia của em làm tổn thương trái tim yếu đuối rồi hả? Mày im đi, tao đã bực đó. Anh đã nói với cưng rồi, trên đời này á, chỉ có một mình anh là yêu thương em thật lòng thôi. Ai biểu em ngu quá làm chi? Em bỏ anh, em chạy theo nó, tưởng gì? Bây giờ em cũng bị nó chán thôi. Đi ra khỏi nhà tao, nhanh lên, nhanh lên. Gì vậy cưng? Sao cưng khí phách vậy hả? Cưng đã bị đá nên mới cần anh tới đây để giải thoát, vậy mà cưng còn chảnh chẹ nữa hả? Anh cứ tưởng cưng là sẽ quỵ lụy khóc lóc xin anh tha thứ chứ. Hôm nay tao ra nông nỗi này cũng là tại mày, chính mày phá đám tao, bây giờ còn đứng đây nói nữa hả? Mày nhìn đi, mày nhìn kỹ vô cái bản mặt của mày đi, rồi mày đổ thừa tao ha. Mày thấy chưa, mày có thấy cái nhan sắc của mày nó đã xuống cấp cỡ nào chưa? Thằng già đó nó tham vàng hổ ngại, mày nghĩ cái bản mặt nhào nát của mày mà đủ sức làm cho nó mê mệt sao? Tỉnh lại đi cưng. Biến khỏi nhà tao, từ nay về sau tao cấm mày bước tới căn nhà này. Tao
Tao biết dạo này mày cũng khô máu rồi, nhưng mà tao nghe đầu hồi chiều mày mới vừa đánh tiền thù lao của xô mày cáo, cho nên tao mới qua đây. Anh cho em hỏi, anh đi mua thận hả? Ừ. Mày dân ở đâu vậy? Dạ em ở cái xóm này nè. Muốn bán thận hả? Hồi nãy em nghe anh nói bán thận được nhiều tiền, cho nên em tò mò qua hỏi. Bộ kẹt tiền hay sao? Dạ em cần tiền trả nợ. Mà anh ơi, bán thận có khó không anh? Làm sao mình bán được? Trời ơi, bán thận dễ ợt hả? Nếu mà được á, khuya ngày mốt mày theo anh lên Sài Gòn, ở trển xét nghiệm xong là anh đưa đi bán luôn. Nhưng mà mình bán xong rồi thì mình có sao không anh? Ôi trời ơi, yên tâm đi. Thấy không, mình có hai trái thận, bán một trái không có chết đâu mà em lo. Biết bao nhiêu người bán, thấy không? Người ta bán xong là người ta có tiền trả nợ, người ta sắm xe, người ta sửa nhà, khỏe re à. Nè, 100 mấy chục triệu nữa đó. Dù gì á thì nhà mình cũng sắp làm xuôi với bên nhà bà Từ. Con qua đó ăn nói với người ta cho lễ độ tử tế nghe con. Dạ con biết rồi nội. Nhưng mà con chỉ sợ dì Từ không muốn nhận bánh của nội làm thôi. Thì con cứ đem qua đi. Tại nội muốn có chút bánh trái thơm thảo với bà, để sau này bà không có đối xử tệ với con. Dạ. Đi đi con. Con đi nghe nội. Ờ. Chú chú, Quyến. À, ông mày. Em nhớ em vậy hả? Dì Từ có nhà không? Tôi đem ít bánh kẹp qua cho dì Từ nè. Bà ấy chồng á, kệ bà đi. Em vô chồng á, ngủ với anh đi. Anh ngủ một mình á, buồn quá. Quý nói gì nghe kỳ quá. Đi vô chồng ngủ với anh đi. Quý mà như vậy nữa, tôi đi về bây giờ đó. Út My đừng có về, ở đây chơi với anh đi. Anh có mấy con chim dễ thương lắm á. Anh mua á, để mày mốt á, treo lên đầu giường, nó hót cho hai đứa mình dễ ngủ lắm á. Trời đất, anh định treo tụi nó lên đầu giường á hả? Nó hót hay lắm luôn á. Thiệt là tội nghiệp mấy con chim này mà. Quý thả tụi nó đi. Thả hả? Sao lại thả? Con chim là phải sống tự do. Quý nhốt nó trong lòng như vậy chắc là nó buồn lắm á. Vậy Út My có buồn không? Thôi tùy Quý đi, tôi chỉ tội nghiệp mấy con chim thôi.
Thả gì hả? Thả cho Út May vui ha. Thả chim Út May vui phải không? Thả chim Út May vui. Ê, thả chim nè. Út May vui. Từ nãy giờ á, tôi nói xa nói gần mà bà cũng không hiểu nữa hả? Tôi đâu có tiền đâu mà cho bà mượn. Bà đó, chỗ chị em có cần phải nói hoạch tẹt ra vậy không? Thôi dẹp đi. Mấy bữa nay á, tôi lo tiền đám cưới cho ông Quý muốn khùng rồi, có dư đâu mà cho bà mượn. Ê, mà tôi nghe nói đợt này á, bà xóa nợ cho nhà Út May phải không? Ai nói? Xí, bà tưởng tôi ngu vậy hả? Tôi á chỉ nói như vậy thôi, để cho thằng cha bá chịu gả Út May cho thằng Quý thôi. Ủa, vậy là thiệt ra bà không có tha nợ cho bên nhà nó hả? Tôi tính toán hết rồi. Ngoài miệng á, tôi nói tôi tha. Tôi còn cho con Út vòng vàng để nó đeo trong đám cưới, rồi nạp tài cho thằng cha bá. Nhưng mà không có dễ ăn của tôi đâu ha. Để tôi coi, cưới xong á, thằng Quý á có được cách vong hết bệnh như bà thầy phán không? Tôi nói thiệt cho bà nghe nha, nếu mà thằng Quý hết bệnh á hả, thì tôi sẽ kiếm cớ đuổi nó đi. Tôi không có ưa cái thứ đó, không có muốn qua lại nhiều. Còn nếu thằng Quý mà không hết bệnh á, tôi dựa cớ hả, tôi đuổi thẳng, khỏi suy nghĩ chi cho mệt. Trời đất ơi, sao bà ác dữ vậy bà nội? Ác gì? Tôi nói thiệt nha, tại thằng Quý nó ngu thôi, chứ con nhỏ đó đó hả, còn lâu mới bước chân vô nhà tôi được. Trời ơi, cái thứ mà nghèo á. Dì Từ, thì ra dì đã tính trước như vậy. Trời đất, mày vô nhà tao hồi nào vậy mày? Bộ mày muốn ăn trộm hả? Mẹ, tôi mở cửa cho Út May vào chơi rồi á. Út May ơi, anh thả chim ngoài nhà, mình chơi tiếp đi. Buông tôi ra đi. Cho dù gia đình con có mắc nợ gì, nhưng dì cũng không được quyền coi rẻ con như vậy. Là chuyện hạnh phúc cả đời của con, mà dì muốn làm gì thì làm sao hả dì? Mày, bây giờ con sẽ không bao giờ lấy con trai của dì đâu. Còn tiền gia đình con nợ gì, con sẽ tìm cách để sớm trả lại cho dì. Út May, Út May, Út May, Út May, Út May ơi. Bà thiệt quá đáng à. Mà bắt đền đi, Út May giận rồi kìa. Trời ơi, cái gì nữa đây? Đền đi, Út May giận rồi kìa. Trời ơi, sao nãy giờ lâu quá mà nó chưa về nữa. Không biết qua bển nó làm sao rồi nữa. Tôi nội cũng mới về. Uống nước đi con. Dạ. Ủa, Út May đâu rồi nội? Nó đi mua đồ cho nội rồi, chút xíu nó về liền hà. Dạ. Sao suốt đêm qua con không ngủ vậy? Nội thấy con cứ lăn qua lăn lại hoài à. Có bệnh hoạn gì không con? Hả? Dạ con khỏe mà nội, con không sao đâu. Con có chuyện gì giấu nội phải không? Hôm qua nay nội thấy con cứ lầm lì sao á. Dạ, con buồn chuyện nhà mình thôi, chứ không có gì đâu. Con có chuyện gì giấu nội không? Nói nội nghe coi nè. Dạ đâu có gì đâu nội. Thôi, con vô cất đồ một cái.
Ra đây nói chuyện với tôi coi. Ra đây biểu coi. Ai mà ôm xòm vậy? À, ai vậy? Ai? Ủa, bà Từ hả? Từ, có chuyện gì vậy? Chuyện gì hả? Ngay từ đầu á, tôi đã hỏng ưng á hả? Thằng Quý là con gái của ông rồi. Đúng là cái ngữ gì á, rau nào sau nấy hả? Mà có chuyện gì? Thì cái con mất dạy đó đó, nó dám ngang như nó xông vô nhà tôi. Nó không chấp nhận lấy thằng Quý, rồi nó chửi rủa tôi thậm tệ. Ông coi đó, dù sao đi nữa, tôi cũng đáng tuổi cô dì của nó, mà nó dám ăn nói hỗn hào ngang ngược như vậy đó. Thôi được rồi, để nó về coi như thế nào tôi mới giải quyết được chứ. Cha. Con quỷ cái. Con quỷ cái. Mày giỡn mặt hả? Mày hứa với tao như thế nào? Mày hứa với tao là mày sẽ nghe lời của tao. Bây giờ mày giỡn chứng hả? Mày hả mày? Mày giỡn chứng hả mày? Cha ơi. Hả? Cha. Mày muốn cái gì? Cha nghe con nói nè cha. Nói cái gì? Sợ gì con làm như vậy? Là vì con nghe được tính toán của dì Từ hết rồi. Mày nghe cái gì? Hả? Cha nghĩ dì Từ dễ dàng bỏ qua món nợ cho nhà mình hả cha? Thì bà nói với tao vậy mà. Đó chỉ là cái bẫy thôi cha. Hả? Để cha đồng ý gả con cho Quý, để Quý có thể lấy được vợ, để có thể cắt được dòng và hết bệnh, giống như lợm thầy bói nói vậy đó. Mà sau đám cưới dì Từ sẽ không tha món nợ cho nhà mình đâu cha. Nó nói thiệt không? Nó nói xạo đó. Tôi đâu có nói vậy hồi nào. Chính tay con nghe được, có dì Thời làm chứng. Nếu cha không tin, cha tới quán dì Thời mà hỏi thử. Nó xạo đó. Sao? Mày đi đâu đây? Sao mới làm cho Út mày giận vậy? Em có sao không mày? Em đừng có giận nha. Tôi không biết má đâu. Má mà làm cho Út mày giận á, tôi chết cho má coi. Tôi chết cho má coi. Mày giỏi á, mày đi chết đi cho tao nhẹ gánh. Mày có biết á là tao cắn răng bấm bụng cỡ nào không hả? Mà chấp nhận ngồi xuôi với cái hạng thứ á hả? Tớ đổ tường như cha bác này không hả? Ngu quá đi, cũng gì mày hết à. Mày biết không? Được rồi, tôi đi nhảy ao cho bác ơi. Quay, quay. Trời ơi, con với cái à. Quay, lại ba con. Bây giờ mình tính sao hả anh hai? Bà Từ thế nào cũng làm dữ cho coi. Em nghe nội nói định bán miếng đất Hương Quả, nhưng mà em không muốn chút nào hết. Bây giờ mình cũng muốn bán thì cũng rất là khó. Tại vì hồi đó má mình đã treo cổ tự tử ngay trên miếng đất đó. Bởi vậy người ta sẽ không dám mua đâu. Nếu vậy thì tụi mình phải làm sao? Em đừng có lo nghĩ nữa. Anh hai đã có cách kiếm ra tiền trả nợ cho bà Từ rồi. Cách gì? Anh hai nói thiệt không? Nhiều tiền lắm đó, không có dễ kiếm đâu. Thì anh cũng đang nghĩ cách thôi. Nhưng mà thế nào cũng có cách. Em đừng có lo nữa. Kiếm tiền ít bữa, tạm thời anh chưa thể nói cho em biết là anh sẽ đi đâu hay làm gì. Nhưng em yên tâm đi, vì anh hai đã có cách rồi. Vài bữa nữa trở về, anh hai sẽ nói hết mọi chuyện cho em hiểu. Em đừng có lo lắng quá, cứ đợi anh hai về nha.
lúc mày, anh Hai sẽ đem tiền về giải quyết nợ nần cho gia đình mình. Em phải đợi anh Hai về, biết chưa? Cái gì? Thằng Hai Bình nó bỏ đi rồi hả? Ừ. Mèn đét ơi, không lẽ... Dì Thời, bộ gì biết anh Hai con đi đâu hả? Tao cũng không chắc nữa. Nhưng mà hôm kia thằng Hai Bình nó có ghé đây, nó nói nó buồn ông già mày. Tao thấy một hồi nó qua bàn kế bên, nó ngồi nói chuyện với cha nào đó. Tao ráng nghe coi nó nói gì, nhưng mà nghe cũng tiếng được tiếng mất hà. Anh nói gì với người ta vậy gì? Để coi. Nó nói cái gì mà kẹt tiền á, rồi bán thận. Mà hình như á, thằng Chả còn hẹn nó lên Sài Gòn nữa đó. Trời đất ơi dì Thời, sao dì không cho con hay? Tao đâu có dè đâu, cứ tưởng nó hỏi thăm người ta vậy thôi. Ai mà ngờ bữa nay nó đi thiệt. Điều này á, coi chừng nó đi bán thận thiệt nghe mày. Tao nghe đồn á, bán một trái thận cũng được trăm mấy chục triệu. Nên dám á, thằng Hai nó làm liều nó bán thiệt đó. Nhưng mà bán xong á, thân tàn ma dại khổ lắm nghe con. Trời ơi, trời ơi, Hai ơi là Hai. Sao mà con ngu dại vậy? Trời ơi, trời đất ơi, bình tĩnh lại nội. Đỡ nội ngồi xuống đi. Nội bình tĩnh đi mà nội. Nội. Hai Bình ơi là Hai Bình. Nội, con đừng có như vậy mà. Con lại ngu dại, con làm chuyện dại dột vậy hả con? Nhà mình khổ, để nội bán đất rồi lo cho nó. Sao nó lại đi bán thận như vậy? Nội, bình tĩnh lại đi nội. Để con đi tìm anh Hai về liền cho nội. Nghe nội. Sức khỏe, mạng sống của nó. Nội, nội ơi, nội, trời ơi, tỉnh đi nội. Thôi, đưa nội vô quán đi, đưa nội vô quán đi. Lẹ, nhanh lên. Nhanh lên. Để nội ngồi xuống đây đi. Nội ngồi dựa vô đi nội. Con coi nội đi, để dì vô lấy chai dầu. Dạ. Nội. Dì Thời ơi, nếu như anh Hai con bán thận thì nguy hiểm lắm hay gì? Chứ làm sao, biết bao nhiêu người vì túng quẫn mà đi bán thận, cuối cùng trở về cũng thành thân tàn ma dại, đâu có làm ăn gì được nữa đâu con. Có người còn bị lừa đảo quỵt tiền, vừa mất thận vừa bệnh hoạn mà không có tiền để thuốc thang nữa, lúc đó mới đau khổ. Út May nè, hay là con coi lên trển kiếm nó về gấp đi. Dạ, để chút nữa bà nội con khỏe chút xíu rồi con đi liền. Ông khoan đi đã, tôi có chuyện muốn nói. Ông ký đi, tôi soạn sẵn rồi đó. Bà nhớ thằng chồng cũ tới mức đó sao? Muốn mau chóng giải thoát khỏi tôi để đi tìm nó hả? Hay là bà bắt đầu mê mà thằng Hai Bình nên muốn sớm được tự do để tặng tiệu với nó? Con người của ông càng mở miệng ra thì càng thấy đê tiện. Tốt nhất là nên câm miệng đi. Đê tiện hả? Tôi nói sai sao? À, mà phải rồi, cũng có thể là tôi sai. Sự thật biết đâu còn kinh khủng và ghê tởm hơn hơn cả những gì tôi vừa nói nữa. Tôi nói cho ông biết, đến giờ phút này tôi tin vào quyết định ly dị của tôi với ông là đúng. Con người của ông đúng là quá bỉ ổi. Tôi không thể để Thúy Hòa sống bên cạnh một người cha khốn nạn như ông. Sở dĩ hôm nay tôi làm lá đơn ly dị này là vì tôi không muốn Thúy Hòa nó bị ông hành hạ một cách tàn nhẫn nữa.
Nghĩa là bà muốn giành quyền nuôi con Thiếu Hòa sao? Đúng. Tôi biết nếu tôi làm như vậy thì ông sẽ rất vui mừng, vì trong lòng ông không hề có một chút tình thương nào đối với Thúy Hòa cả. Ông ký nhanh đi. Tôi đã nói rồi, một khi tôi chưa muốn thì bà đừng có mơ mà bước ra khỏi căn nhà này. Với lại bây giờ cho dù có ly dị đi nữa thì tôi cũng sẽ giành quyền nuôi con Thiếu Hòa. Bà đừng hòng đem nó đi đâu được. Nè, tôi không có thời giờ để mà giỡn chơi với ông đâu. Tôi cũng không có rảnh để đùa giỡn với bà đâu. Tôi nói là bà không có cơ hội đem con Thúy Hòa đi đâu. Tại sao? Ông có thương yêu gì con Thúy Hòa đâu. Phải, tôi không có thương yêu gì nó hết, nhưng không có nghĩa là tôi không thể nuôi nó. Thật ra ông đang toan tính chuyện gì với Thúy Hòa vậy hả? Tôi nhắc cho ông nhớ, Thúy Hòa là con tôi rất ruột đẻ ra. Tôi đi đâu thì con tôi nó phải đi theo. Nếu như có ra tòa ly dị thì tôi cũng không đồng ý để cho ông nuôi dưỡng con Thúy Hòa một giờ một ngày nào hết. Tôi đã nói được thì tôi sẽ làm được. Con Thúy Hòa sẽ không có cơ hội để thoát khỏi tôi đâu, kể cả bà nữa đó. Đây, bà hãy xé bỏ lá đơn ly dị này đi, và đừng bao giờ đưa cho tôi nữa. Tại sao ông lại đổi ý muốn nuôi Thúy Hòa? Không phải lúc nào ông cũng cảm thấy Thúy Hòa như cái gai trong mắt sao? Nếu lần trước đây, có thể tôi sẽ để bà nuôi con Thúy Hòa, nhưng bây giờ thì không. Tôi sẽ giữ nó để làm con tin, nắm cán bà. Chỉ có một lý do là ông muốn dùng Thúy Hòa để khống chế mình. Nếu đúng là như vậy thì chứng tỏ rằng ông đang che đậy một chuyện mờ ám. Nhưng nó có liên quan gì đến Minh Tường không? Để cho dù bà có muốn lật lại chuyện cũ và tìm ra được manh mối nào, thì bà cũng sẽ vì một Thúy Hòa mà không dám tố cáo tôi. Có lẽ mình phải đến tìm thầy của Út May để dò hỏi về thông tin của Minh Tường. Dù chỉ là một tia hy vọng mong manh, mình cũng phải đi. Ông Quân Tuấn đâu? Dạ, ông chủ chưa tới. Ông dặn tụi Cưng nói vậy đó hả? Dạ, em nói thiệt mà. Bây giờ tôi cứ ngồi ly ở đây. Để coi, ông tránh mặt tôi tới chừng nào. Dạ mời chị. Cảm ơn. Chị Ái Ly, dì Tám Thể đang ở trọ ở xóm tôi. Dì bị té xưng đầu gối, nếu tiện chị ghé qua thăm dì Tám cái nha. Mắc cười thiệt. Tao kêu bả về nhà tao ở, bả không chịu. Bây giờ ở bên đó, ai khiến bả té thì lo cho bả đi. Tao mắc mớ gì phải đi thăm. Chị Ái Ly, dù sao dì Tám cũng là má của chị mà, sao chị có thể nói như vậy được? Bây giờ sao? Tao nói vậy đó, được không? Tôi thật không ngờ chị lại có thể đối xử với má chị như vậy. Vậy mà từ trước tới giờ tôi thấy chị biểu diễn, tôi lại mến mộ chị. Thì ra đằng sau những thứ tốt đẹp trên sân khấu là những điều trái ngược. Đứng lại. Nè, cái con nhỏ già quê bạn của mày mới được ông Quang Tuấn ưu ái chút xíu thôi mà bây giờ mày lên mặt với tao đó hả? Mày thì biết cái gì về đời tư và cuộc sống của tao mà mày đánh giá chứ? Hả? Hả?
Tôi xin lỗi chị, tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện với chị. Ê, mày dám ăn nói với tao kiểu vậy hả? Mày có biết tao cũng là chủ cái phòng trà này không hả? Tôi chỉ biết ông Quang Tuấn là chủ ở đây, còn tôi là nhân viên của ổng. Mày dám hả? Mày... Tôi cũng nhắc cho chị nên nhớ, chị nên biết thời thế của mình để cư xử sao cho phù hợp. Nếu không á, chỉ khiến cho người khác chê cười chị thôi. Mày nói vậy là sao hả? Không sao hết á. Tôi chỉ muốn nói, dù sao á, chị cũng là nghệ sĩ, chị phải biết cách hành xử sao cho hợp lý ở nơi công cộng. Hành xử hợp lý nơi công cộng hả? Ông cộng nè. Cái gì vậy? Chuyện gì vậy? Có chuyện gì bộ bà vậy? Cái con nhân viên quèn của anh nó đánh em kìa. Anh đuổi nó cho em. Anh đuổi nó cho em. Thôi đi. Ông chủ, tôi... Chỉ đánh con một cái thôi mà, làm gì mà la lối ôm xòm vậy? Cái gì? Nó tát vô mặt em mà nó đánh con một cái hả? Anh đuổi cô nó đi. Anh đuổi cô nó cho em. Nè, cô làm trò đủ chưa vậy? À, cô nên nhớ, đây là chỗ làm ăn của tôi, không phải là sân khấu để cô trình diễn đâu nha. Mà nếu có diễn á, thì cô cũng phải nên diễn cho thật một chút chứ. Nếu không thì không ai tin cô đâu. Nhưng mà nó đánh em. Cô đi về đi. Về. Đi về đi. Đi. Anh. Cô về đi. Mày nhớ mặt tao cho mày. Hết đường rồi. Con đường này. Mày ơi, cái thận mày mới gửi chồng hả? Vậy tiền mày để đâu? Đưa tiền cho cha đi con. Cha làm gì vậy cha? Lấy tiền chứ làm gì? Làm gì có thận ở trọng. Út mày ở trọng đó. Út mày gặp tai nạn. Cái gì? Ở trọng là út mày hả? Dạ. Nói vậy là mày chưa có bán thận hả? Trời đất ơi, bây giờ mày tính sao? Con mẹ tự con mẹ hâm tao ở dưới, nếu mà tao không có tiền trả cho con mẹ thì con mẹ bẻ hết răng của tao kìa. Trời ơi, bây giờ con nhức đầu dữ lắm. Cha đừng nói tới chuyện đó nữa được không? Mày ở mày, mày bà nội cha mày, mày 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 có biết là bộ mày tưởng là con mình mày nhức đầu thôi hả? Tao cũng vậy nè. Mẹ mày, tao tưởng là mày biết lo lắng cho gia đình này lắm, cho nên mày mới đi bán thận. Ai dè mày chỉ là anh hùng rớm thôi. Cha, nếu cha không lo lắng cho con á, vậy thì cha lên đây làm gì? Hay là cha lên đây để con bán thận được chưa? Bán được bao nhiêu tiền? Bây giờ con bán không được rồi, không có tiền cho cha. Cha quay qua cha chửi con hả cha? Mày im đi. Mày đừng có hành xác tao nữa. Tụi bây á hả, chuẩn bị dắt nhau ra khỏi nhà hết đi. Nếu không á hả, con mẹ tự cũng tới đuổi ra khỏi nhà hết rồi. Dạ. Lúc đó đừng có nói sao mang nhục cả đám nghe chưa? Dạ, cha nói nhỏ được không cha? Đây là bệnh viện đó cha. Không, tao thích là lớn gì được không? Bây giờ con không còn tâm trạng gì để nghĩ tới chuyện đó đâu cha. Con đang lo cho út mày lắm. Mày lo cho nó mà không nghĩ nhà cửa cái gì hết hả? Mày chờ đi. Còn bị cái đó, nó mà khỏe lại tao tống nó vô chùa cho mày coi. Kìa. Cha, cái làm gì vậy? Buông ra. Mày buông tao ra coi. Buông ra. Cha, cha làm gì vậy cha? Cha đừng có như vậy nữa. Em con có làm gì đến tình đến tội mà suốt ngày cha cứ kiếm chuyện với em con hoài vậy? Nó không làm gì nên tội hả? Cái nhà này bây giờ ra nóng nổi như vậy á là cũng tại vì nó không có biết điều. Còn mày nữa, tao nghi lắm. Tao nghi á là cái con quỷ cái này nè, nó lên đây nó cản mày, cho nên mày mới không dám đi bán thận đúng không? Chà, không phải có mỗi mày cản con đâu. Nếu như ai trong trường hợp đó gặp con đi bán thận vậy, người ta cũng cản con rồi cha. Chứ không phải giống như cha đâu. Cha nhìn lại cha đi. Tao sao? Vì lúc con nghĩ, con không biết con có phải là con của cha không nữa. Ê, cái thằng khốn nạn, mày hả mày? Bà cha mày. Mày nói như vậy có nghĩa là hồi đó con gái mẹ của mày lấy bậy mới đẻ ra mày phải không? Hay là mày muốn nói mày từ đứa trẻ mày trúng lên? Hay là mày cũng giống như cái con quỷ cái đó, là cái dòng mà trôi sông lạc chợ? Cha nói nhỏ được không cha? Không, tao nói vậy đó. Cha đừng có nặng vậy ông mày được không cha? Em con nghe được nó tủi thân lắm á. Nó tủi thân kệ cha đó. Cha, tao chỉ nói sự thật thôi. Cha nói nhỏ được không cha? Không. Nếu như cái đêm đó tao không phát hiện ra nó,
không ẵm nó lên từ bé sông để đem về nuôi nấng thì nó có được như ngày hôm nay không? Vậy mà nó không biết điều. Tao đợi nó khỏe lại, tao sẽ đuổi nó ra khỏi nhà. Rồi tao sẽ nói cho nó nghe, và tao sẽ nói hết với cái xứ Gò Tháp này. Nó chỉ là cái thứ trôi sông lạc chợ thôi. Chà, còn cha của nó đó hả, bị người ta đánh lọt sông chết quen rồi. Chà, chà nói gì vậy chà? Tao nói vậy đó. Trời ơi, chà nói gì kỳ vậy? Tao thích. Bệnh viện gì đâu mà nóng chết luôn vậy. Hai Bình à, tôi... Sao còn tới đây nữa? Tại ông em cá tôi mới bị như vậy đó. Hả? Vậy là... vậy là cái người này đụng mút bay á hả? Ờ, tiền. Bồi thường, 20 triệu, nhanh lên. Không lẽ ông không nhận ra mình? Nhìn gì? Đó, chuyện là như vậy đó. Sau khi xảy ra tai nạn, tôi đưa con gái anh vô bệnh viện liền và chịu mọi chi phí cho cổ. Nhưng dù gì, ông cũng nên biết điều một chút chứ. Cho dù tôi không phải là cha ruột của nó đi, nhưng mà tôi có công nuôi nó lớn. Mặc dù là tôi không có tiền, vậy mà hay tin nó bị nạn, cũng ráng khăn gói lên đây vậy. Ông đụng nó thì ông phải có cái gì đó với tôi chứ. Giờ chuyện đó để tôi tính. Tôi sẽ gửi ông anh khoản tiền ăn uống và chi tiêu đi lại. Vậy cũng được. À, ông anh nè. Hả? Hồi nãy tôi đứng ở cửa phòng tình cờ nghe ông anh nói về Út May. Nói vậy là gia đình ông anh ở Gò Tháp hả? Hả? Ủa, mà ông hỏi làm gì? Không có gì. Tại vì tôi quan tâm tới Út May nên muốn tìm hiểu về hoàn cảnh của cổ vậy thôi. Nếu như ông nghe rồi á thì tôi cũng không giấu luôn. Hồi đó chính tôi là người ẵm nó lên khỏi cái mé sông Vàm Lớn, rồi á đem nó về nhà nuôi. Nếu không á thì nó đã chết quẹo rồi. Nhưng ông mình có biết cha mẹ ruột của Út May bây giờ đang ở đâu không? Với lại cái đêm ông anh phát hiện ra Út May đó thì lúc đó có thấy chuyện gì xảy ra nữa không? Chuyện gì là chuyện gì? Ý tôi là lúc đó ông anh có thấy cha hoặc mẹ của cổ ở gần đó không? Mà tôi cứ thắc mắc hoài, tại sao cha mẹ lại bỏ rơi con giữa sông như vậy? Đêm đó chính tôi là người nhìn thấy cha nó bị người ta chém, sau đó còn đẩy xác xuống sông nữa. Nếu đêm đó tôi mà không cứu nó thì nó cũng đã chết theo thằng cha nó rồi. Chỉ tiếc là lúc đó trời tối quá, tôi không nhìn được mặt của cái thằng hung thủ. Anh nói cha của mày bị đẩy xác xuống sông hả? Sao tội quá vậy? Vậy lúc đó anh có nhớ được cái xác của ổng lên không? Rồi có chắc là ổng chết không? Nếu mà bị trôi giật giờ trên sông thì linh hồn của người ta sẽ lạnh lẽo lắm đây. Cái thằng cha này có vẻ quan tâm tới con Út May quá. Chắc là nó đã mê con nhỏ rồi. Mình phải tìm cách để moi thêm tiền của trả mới được. Chính tôi là người đã kéo cái xác của ổng lên bờ, rồi đào huyệt chôn ổng một cách rất là tử tế. Tôi định đắp cho ổng một cái mộ thật khang trang để che mưa che nắng. Vậy mà bao nhiêu năm nay tôi vẫn chưa có tiền để làm. Tôi cũng thấy xót xa cho ổng lắm, cứ nằm vật vã ở bờ sông hoài. Thấy cũng tội. Thôi, chuyện về cha con Út May nó là vậy. Ông anh có thương nó thì cho tôi xin chút đỉnh để tôi về quê tôi đắp lại cái mộ của cha nó. Được mà. Cảm ơn anh nha. Nhưng mà tôi thấy hơi thắc mắc, tại sao ông chết thê thảm như vậy mà bao nhiêu năm nay không ai hay biết gì hết vậy? Tại vì tôi giấu. Hồi đó tôi không có muốn liên lụy vô cái vụ án mạng này nên tôi đâu có cho ai biết đâu. Kể cả bà già của tôi với thằng con trai của tôi cũng không biết luôn mà. Nhưng mà bây giờ tôi thấy chuyện này cũng đã qua lâu lắm rồi, tôi chả có gì phải sợ. Lần này
Đợi cho nó tỉnh lại, tôi sẽ nói ra hết. Cho nó biết hả, nó chỉ là đứa con hoang thôi. Thằng cha nó thì bị người ta giết chết. Để cho nó sáng mắt ra, để nó phải biết ơn tôi đã cứu mạng nó và nuôi nấng nó. Thôi mà ông anh, cái vụ án mạng đó cũng không có hay ho gì đâu. Tôi nghĩ ông anh cũng đừng nên nói cho cổ biết, cổ sẽ buồn lắm đó. Ừ, vậy đó. Cha của nó đã bị người ta giết chết rồi. Chính tôi là người kéo cái xác của ổng lên bờ rồi đào huyệt chôn cất ổng cho đàng hoàng tử tế. Nếu cổ quậy nói một con trong tôi nữa, tôi sẽ nói ra hết. Cho nó biết nó chỉ là đứa con quan. Cha nó bị người ta giết chết rồi. Hóa ra Minh Tường thực sự đã chết. Nếu muốn thằng già nó câm miệng lại thì chỉ cần có tiền cho nó là xong. Nhưng mà không được. Nếu như cứ để ổng bên cạnh Út Mai như vậy thì sớm muộn gì vụ án mạng năm xưa cũng lộ ra. Lúc đó tôi có thể bà Lam sẽ biết chuyện. Bà lại đang nghi ngờ mình và sẵn sàng tố cáo mình nếu có manh mối về cái chết của Minh Tường. Tới chừng đó mọi chuyện sẽ rất là rắc rối. Chỉ còn chắc là phải tách rời Út Mai ra khỏi Gò Tháp để nó không có cơ hội biết được sự thật về cái chết của cha nó. Dù sao thì Út Mây cũng là một con bé tài năng. Nó có thể giúp mình hái ra tiền. Coi như là một công đôi chuyện. Còn cái thằng già đó, nếu không thể bịt miệng hắn bằng tiền thì mình sẽ tính bằng cách khác. Trực tiếp gửi cho Thúy Hòa mà lại âm thầm gắn bức tranh lên song cửa.
Ngày mai mình phải qua bên chỗ trọ của Trầm, coi Hai Bình có ghé đó hay không. Anh à, anh uống miếng nước chanh đi. Tại sao ngày xưa ông lại giết chết cha tôi? Không có, không có. Ông còn định chối tội nữa hay sao? Đêm đó chính ông đã chém chết cha tôi rồi ném xác cha tôi xuống sông. Sau đó cũng chính ông đã nhẫn tâm quăng tôi lại mé nước, mặc cho tôi sống chết ra sao. Tôi không biết gì hết đâu. Suốt 19 năm qua ông đã khiến cho gia đình tôi ly tan, khiến tôi phải sống trong cảnh côi cút thiếu vắng tình thương của cha mẹ. Còn ông thì vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Có bao giờ ông nằm đêm ngẫm nghĩ về những tội lỗi mình đã gây ra mà cắn rứt lương tâm hay không? Hôm nay tôi sẽ tố cáo ông ra trước pháp luật, rồi sẽ bị trừng trị thích đáng. Đừng tố cáo. Đừng tố cáo. Ủa, anh dậy rồi hả? Anh uống miếng nước chanh đi cho tỉnh nè. Anh gặp ác mộng hả? Làm gì nhìn em chằm chằm vậy? Uống nước đi. Anh à, uống nước chanh đi. Nghe lời em, uống nước chanh đi. Tại sao tôi lại ở đây? Hồi nãy em đi uống rượu, thấy anh gục trên bàn nên em đưa anh về đây. Anh uống nước chanh đi. Mà tối nay có chuyện gì mà anh uống nhiều vậy? Khoan, anh định đi đâu? Anh chưa khỏe mà đi đâu hả? Anh à, anh sao vậy? Sao mà nhìn anh không có hồn vía giống như là sợ ma sợ quỷ gì vậy? Anh bình tĩnh lại nè. Em có chuyện muốn nói với anh. Sao? Có chuyện gì nói đi. Anh à, em có thai rồi. Cô tưởng có thể qua mặt được tôi sao? Hả? Tôi thừa biết cái thằng nhân tình của cô là ai, nó ở đâu. Một tuần cô rước nó về đây mấy lần nữa kìa. Anh, sao? Tôi nói không đúng hả? Từ lâu tôi đã biết cô không hề thật lòng với tôi. Chẳng qua cô chỉ muốn lợi dụng tôi cho sự nghiệp của cô thôi. Nhưng vì tôi thấy cô còn biết thân phận nên tôi không thèm nói. Bây giờ cô là muốn bắt cá nhiều tay, tức là cô đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi dám xúc phạm thằng Quang Tuấn này. Anh nói cái gì vậy hả? Tôi bắt cá nhiều tay hồi nào? Chẳng qua bây giờ anh mê con khác, anh chán tôi nên dừng chuyện đổ lên đầu tôi, kiếm cớ để bỏ tôi chứ gì, đúng không? Cô tự tin quá đó. Tôi muốn bỏ cô mà cũng cần phải kiếm một cái cớ mới bỏ cô được sao? Hả? Còn cái chuyện cô nói tôi chán cô đó, cái chuyện đó đúng, đúng đó. Nhưng không đợi tới lúc này tôi mới chán cô đâu. Mà trước đó tôi đã thấy cô quá nhàm chán rồi. Hả? Hoàng Tuấn à, dù cho anh có chán tôi, anh cũng đâu cần phải phá tôi như vậy chứ. Ngăn chặn mọi cơ hội của tôi, đạp đổ chén cơm của tôi, anh có biết làm như vậy là ác lắm không? Tôi làm như vậy để muốn cô biết cho một điều: những gì thằng Quang Tuấn này cho cô được thì chính nó sẽ lấy lại được. Đừng mà, anh Quang Tuấn à, anh không thể nào bỏ em được. Anh Quang Tuấn à. Tôi sẽ không để cho giấc mơ đó trở thành sự thật. Cô sẽ không bao giờ đem tôi ra pháp luật được đâu.
ông ta lật tẩy mình, trở mặt với mình. Hết rồi, hết thật rồi.